màu cho mà ai? Màu cho. Màu cho. Cái gì? Khô gà. Thôi, bò nhà tao nuôi bò nhà tao không ăn. Bò nhà tao đấy, chắc con bò. Con bò này con bò nhà tao không? Không. Hello mọi người, đó chị ơi. Ba cháy luôn. Ba cháy à? Mới nôn xong rồi à. Nó giống như nặng bò nhờ. Hello mọi người, chị ơi vào luôn. Gái ơi, chị mới nhận được một cái hẹn ở hàng mà một cái bị bể hết cúc á. Cái đấy là cái nào chị nhờ? Em cảm ơn chị Liễu Lê. Mọi người ơi vào lại giúp em nhá. Có em thấy chị Nina này đang ăn không biết chị nào vào không. Em thấy chị Huế Cua. Huế Cua. Thế là... Rồi các chị ơi vào lại giúp em nha. Áo em mặc rất là rẻ thôi. Thế đã bán tặng áo này cho mọi người. Áo em mặc có hai màu đấy. Cái này có màu tím nhưng em thấy màu tím nó không đẹp. Áo này có trắng và kem. Đây, để bữa ăn trưa dành cho người giảm cân nữa các chị. Có em có thể... Ui, nó làm với chị là chị mong manh luôn á. À, áo 79.000 à. Cái áo nào mà bị vỡ cúc ấy thì các chị inbox tin nhắn bên em để cho mọi người nhá. Chị ơi, để vào ăn cơm nha. Áo bò kia dân kệ có bán luôn. Lại có thêm người like. Vâng, đúng rồi, đấy là bạn của em với lại bạn ấy đang học live và tính toán là nếu mà hôm nào em bận quá ấy, hay là em mệt quá ấy, thì bạn ấy sẽ like ca ngày cho mọi người, còn em sẽ like ca tối nhá. Có váy hoa đấy, váy hoa còn một ít nhỉ. Để vén màn lên. Vén màn sự thật. Ok mọi người, chị ơi vào luôn nhá. Trưa nay giờ này tắt hàng bom đi, tắt hàng bom rồi. Bán tặng mọi người đi. Sợ áo à? Không. Yên tâm, like của bếp nhà em là sẽ là của nhà em chứ không phải là của ai đâu. Mọi người yên tâm nhá. Tại vì sẽ có một quản lý riêng mà, nên yên tâm là sẽ không bao giờ bị là có ảo hay như thế nào, hay là ai like ảo hay là like lừa các chị đâu, không có đâu. Tại vì là đều bên em phê duyệt thì người ta mới vào like được. Ý là bạn ấy đang học like với lại like cho em là kiểu làm là lúc nào em có việc chẳng hạn về quê này thì các bạn này like cho mọi người chứ không. Ok mọi người, rồi lên mã này cho em đã, mã số cho em là mã tặng set kem đi, không là set kem cho em cũng được, hàng lỗi inbox cho em nhé chị Trang, bên em đổi trả cho các bác luôn. Tặng set kem dùm em nhá, hôm nay nhiều áo khoác lắm ấy, bao nhiêu mã áo khoác luôn. Tặng set kem dùm em là có đơn các chị biết rồi đúng không? À em ơi đây đúng không chị ơi, quần 199.000 hai cái và bây giờ em sẽ bán tri ân. Đây, chiếc quần em đang mặc chỉ có là 169.000 hai cái, hôm nay bán tri ân mà. Ừ, để đây chị bác, ra ăn cơm đi. Từ cái hôm em bắt đầu tri ân á, là phải đặt luôn cái mọi người cái mã này là bán tặng các chị rồi. Chị đặt liên tục, phải ngừng em ơi. Hôm nay lại đặt tiếp. Ok mọi người, thôi. Thêm mã này ra là set kem giùm em nhá. Còn đúng một set thôi. Tặng các chị 10.000, anh đưa cho em cái đôi ăn gian chiều cao của em ấy. Cái đôi ăn gian chiều cao, cái đôi dép. Mã số em là tặng set kem giùm em là được. Em có thật set này mặc lên siêu xinh. Chẳng nhẽ em lại để làm một set em mặc các chị. Thật sự luôn, chẳng nhẽ lại để làm một set mặc tại vì nó quá là đẹp. Hàng 165 của em. Bây giờ bán tặng các chị luôn với giá là 10.000 nhá. Lưu ý giúp em này. Điều kiện để mình được nhận quà ấy, thứ nhất là mình nhớ like bếp nhé mọi người. Ấn chế độ theo dõi này, bật chuông thông báo để khi nào bên em like mọi người sẽ có thông báo mình vào luôn. Và thứ ba là cái bước quan trọng nhất là cái bước quyết định các chị ăn thua hay không, là cái bước chia sẻ livestream. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream nhiệt tình giúp em nhé mọi người, không đi đâu hết. Mình không bao giờ bị mất quyền lợi đâu. Mình chia sẻ livestream với em thì bên em tặng quà nhiều. Đấy chị em mình tương tác qua tương tác lại thì tí nữa mình chốt những cái mã nó rất là dễ dàng. Thực sự luôn những cái mã mà em lên thì các chị chốt cực kỳ là dễ luôn đấy. Trời ơi đẹp chưa? Set 165 đây, chắc cái này trong hàng bom ấy chứ set này bên em đâu có quản đâu. Bây giờ không có hàng này đâu, cái hàng này hết. Mẫu này qua rất là lâu ấy nhưng mà bây giờ á lên lại vẫn đang hot như ngày nào luôn các chị. Sao điện thoại lại không bắt máy vậy sốt. Sao điện thoại cho em à? Gọi điện thoại em lại đang sạc pin ở kia em không để ý. Không thấy gì à? Các chị ơi có thấy gì không? Tạo set kem giùm em nhá. 40 cân đổ lên này, các chị cứ dưới ra 60 cân đổ cho em ô tư. Trời ơi, chất đẹp lắm ấy. Hàng
toàn cái hàng hãng này đẹp cực kỳ luôn cho em nhá. Set này tặng luôn nữa chị với giá là 10.000. Rồi sau đấy em sẽ cắt hàng bon. Bon thỉnh thoảng về nhiều lắm ấy. Cái này đó chị quần 199.000 hai cái em có mà. Quần này em vẫn đang còn em nhỉ. Cái này cho chị bà già khó tính. 0369616875 chị bà già khó tính, nhưng mà đến với nhà em là dễ tính hết đúng không? Chị bà già khó tính nhá. Đây, cái này là cái gì đây? Tôi cắt trước cái này đi. Cái túi zip không? Không, nó không có trong túi bóng zip đâu. Đây, tiếp tục cắt tiếp hàng này cho em nhá. Đây đó chị ơi, trong đây là những cái gì đây? Đó chị lên cho em mã này là mã số cho em là gì đây ta? Ôi 65.000 hai bộ combo này. Hôm nay bán tặng đó chị luôn, đầu like luôn nhá. Được chưa? Hôm nay em bán tặng này, mua một tặng một này. 45.000 hai bộ, mã số cho em là combo bộ. Nhớ lấy thêm quà để em đi đơn nhé mọi người. Combo bộ giúp em này. 45.000 hai bộ luôn, sẽ có một bộ màu đen và một bộ màu đỏ nhá. Combo bộ giúp em là có đơn nhá. Bác nào lấy combo bộ thì mình chốt combo bộ cho em 45.000 hai bộ đồ cho em nhá. Dạ vâng, em vừa thấy chị Lệ Sunny ở đây rồi. Check inbox đổi hàng lỗi cho mình nhé. Ok chị Thị Quỳnh, inbox tin nhắn hộ em nhá. Combo bộ giúp em nhá, 45.000 hai bộ ấy. Bình thường các chị mua là hôm trước em có bán cái hàng này, tại vì nó em bị nhồi là em bán 65.000 hai bộ rồi. Bây giờ em bán tặng các chị luôn. Không phải 65.000 hai bộ đâu mà chỉ có 45.000 hai bộ thôi. 45.000 hai bộ nha. Ok. Cái này là cho chị Yến Suka 0982253251 chị Yến Suka này. Hai bộ luôn này. Rẻ quá, 45.000 nữa hai bộ. Tiếp tục cho em nhá. Cái quần bom này thì em không tặng được tại vì tí nữa em lên mã quần bom này rồi. À cái quần sock, còn một ít quần sock lông côm ấy, với một ít áo phông lông côm á. Anh em vào đây cho em nhé. Quần sock đang ở trên kệ, trên kệ cân cùng. Còn áo phông lông côm đang ở dưới kệ dưới này. Đem ở đây tặng nốt cho các chị đi. Úi dào ơi, đây quần này. Trời đất ơi. Mua có mấy sản phẩm giảm giá thôi. Bom tới, bom lui, bom hoài. Các chị ạ, nào lên cho em mã này là váy hoa đi. Váy hoa nhá, váy hoa dùm em 10.000 luôn này, đẹp lắm. 52 cân đủ với cho em nhá, mã này là váy hoa. Đấy các chị không, có mấy cái thôi mà bom tới bom lui. Ngày nào em cũng thấy những cái bom cái này luôn á. Đây các chị ơi, mã này đi lên luôn cho em, mã này là váy hoa dùm em nhá, 10.000. Áo em mà còn đấy. Cái này sẽ có màu kem và màu kem và màu trắng. Rất là đẹp luôn, áo này có cả hàng nhái nữa cơ. Ôi nói chung là áo nào mà nó đẹp đẹp một tí á, là người ta cứ nhái đi nhái lại hoài các chị. Anh ơi cho cái váy hoa. Cái váy hoa rồi anh lấy cái quần sóc ở đây cho em nhá. Cho em set gen nâu đi, em nhìn thấy cái set gen nâu đi, em nhìn thấy cái bọc bom. Set gen nâu à? Đâu có set gen nâu đâu. Không có set gen nâu. Trời ơi, set gen nâu ở đâu? Cái này cho chị Phương Thảo này. 0348929812 chị Phương Thảo. Chị Phương Thảo một cái váy hoa nhá. Có cái gì 65kg không á? Thì hơi hiếm. Để tí nữa em lên. Áo em mặc có bán thôi, rất là rẻ, dưới 100.000, các chị yên tâm. Đây cái này cho chị Phương Thảo nhá, chị Phương Thảo một cái này. Nhớ lấy thêm một cái nữa để nhà em đi đơn nhá mọi người. Các chị ăn đang cơm trưa. Áo em mặc có bán đấy ạ, có màu trắng và màu kem thôi. Cái này có màu trắng và màu kem nhá, chị Phương Thảo ạ. Cái quần này thì có nhiều này, phải tặng một thể. Ô đây này, cái quần đây đang còn nhiều cả bom về đây này. Đây cái bộ này có đúng bộ. Đúng không? Cái này em có đúng một bộ luôn mọi người. Mã này các chị lên cho em, mã này là quần em đang mặc có bán luôn, rẻ lắm ý. Rồi mã này các chị lên cho em, mã này là bộ mặc nhà nhá, bộ mặc nhà. Em chân các chị luôn 10.000 thôi, bộ mặc nhà này. Đẹp cực kỳ, cái này từ 40 cân đổ lên, các chị cứ dưới là bao nhiêu cân, 60 cân. Bộ mặc nhà dùm em nhá, 10k, áo em mặc có bán, số lượng rất là ít. Chắc áo này em phải đặt thêm, chắc áo này em phải đặt thêm số lượng đấy, để về đặt cái mẫu này cho mọi người. Em chỉ chạy đúng hai màu, màu trắng và màu kem. Quần em mặc cũng có bán, rẻ lắm. Rồi. Mã này các chị lên đúng mã này cho em luôn nhé mọi người. Bộ mặc nhà. Bộ mặc nhà và kèm số điện thoại cho em nhé. Tặng luôn các chị bộ này luôn. 20.000 thôi. À cái đâu, lúc em nói 10.000 đấy. Anh ơi in bộ mặc nhà cho các chị đi, 10.000 này. Đây cái quần này tí nữa nhiều lắm nhá. Tí nữa em tặng thẻ luôn này. Trong đây cái quần này đang nhiều. Để tí nữa lên mạng các chị chốt luôn. Chuyển hoàn về lý do thuê bao nhiêu ngày đúng không? Gọi hiện lấy. À gọi hẹn lấy. Rồi đến ngày lại thuê bao. Câu chuyện muôn thuở các chị. Cái này cho chị Nguyễn Nga nhá. Cái bộ mặc nhà cho em 10k là cho chị Nguyễn Nga này. 0949325817. Nhớ là chia sẻ live stream giúp em để nó đỡ bị
đỡ bị trôi comment và nó tăng tương tác nhé mọi người. Để không qua đây đâu. Ôi giời, hẹn nhiều lần, ôi một kéo quá, một kéo lên, một kéo phát một kéo lên. Trời đất ơi các chị ơi, dã man. Kéo khoác này nhà mình đang còn đúng không? Áo khoác này đang còn này. Nên là em sẽ tặng cái áo gió này đi. Trời đất ơi, mới hàng về á. Có chị nào mà nhận được áo gió này nhà em chưa? Em là bảo em cam đoan với các bác, áo gió này nhà em bán cho mọi người giá rẻ nhất luôn. Giá rẻ nhất luôn nhá. Váy đuôi cá xanh kia thì hơi đắt một chút xíu nhưng bù lại nó rất là đẹp với các chị. Váy đấy em để làm một cái em mặc để tối nay đi liên hoan. Có khi là tối nay bên em sẽ liên hoan, đi liên hoan hoặc là ngày mai, nhưng mà em đã săn được một cái váy đấy để mặc để diện các chị chụp một bức ảnh thật xinh. Cả tháng mới có một đợt hôm đi nghỉ chơi mà các chị. Rồi, đẹp chưa? Mã này mình lên luôn cho em, này là tặng áo khoác nha. Áo này tí nữa có bán nhưng mà cái này trong hàng bom nên em tặng các chị luôn với giá là áo em mặc có màu kem đấy, chưa lên nhá. Áo em mặc chưa lên đâu ạ. Đây các chị ơi. Đây các chị ơi. Nào mã này mình lên luôn cho em, mã này là áo gì nhỉ? Áo gió giùm em, tặng áo gió nhá, tặng áo gió các chị. Áo bò em vẫn đang còn đấy chị. Đây nè. Siêu phẩm. Em nghĩ là chắc chắn cái mẫu này nhà em là mẫu độc và bán được mọi người giá rẻ nhất luôn đấy các chị. Đấy, đặc biệt luôn nhá. Áo này em đảm bảo mọi người cháy hàng liên tục, cháy từ đợt hôm có mấy cái em mặc. Đây. Đây. Nhìn giúp em này, phê chưa? Ok, lên 500 rồi anh ơi. Tặng cái này cho các chị luôn đi. Đây tặng cái áo khoác này cho mọi người luôn này. Em nói mấy hôm nay kiểu như ngao ấy, ngày nào cũng tặng, tặng hoài, tặng lúc nào cũng tặng luôn ấy, các chị tặng nhiều dã man. À like quần Maggie vải đi à, giờ ok. À quần vải thì nhà em hiện tại đang ngừng mẫu đó mọi người, bây giờ kiểu là thu thu ấy. Nên là em sẽ săn những cái mặt hàng nào là chất u mì cho các chị. Quần vải thì bây giờ em thấy bây giờ ra ngoài đường ấy, kiểu là nó đang xe lạnh rồi. Nên là quần vải em sẽ không về nữa nhá mọi người. Có một cái thôi à. Cái áo gió này cho chị Lê Lan Anh đi. 0362984853 chị Lê Lan Anh nhanh này. Để bóc tiếp cho các chị. Đây cái này để tí nữa tặng kèm với cái quần kia. À chà. Nhiều đồ lắm ý. À đây 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 có một cái áo bolo nó bị lạc bầy. Áo bolo ui lại 550 rồi. Hôm nay các chị yêu thương em thế. Hay là hôm nay mọi người rảnh đây. Nào áo bolo giùm em nhá. Trời ơi 10.000 thôi. Đẹp cực kỳ cho em này. 40 cân đổ lên các chị có dưới bao nhiêu cân? 60 ấy. Áo này chắc chị nào mua là biết được đúng không? Ngày nào cũng tặng. Vậy sao có lời em? 10.000. Thì thế em mới bảo là ngày nào cũng tặng. Thì em bảo rồi ấy. Có khi là tiền bán, tiền lãi ra không biết là có đủ để mà tặng quà cho các chị mỗi ngày hay không. Em nói thật mà. Cái đấy là nhiều khi tâm sự thật đấy các chị. Thật luôn, nhưng mà bù lại thì các chị yêu thương em là em vui rồi. Không cần nhiều, chỉ là cần khách hàng của mình tin tưởng mình, mua hàng ủng hộ mình hay là chia sẻ livestream giúp mình là em đã sướng rồi. Còn vấn đề quà cáp với em thì bán quanh năm mà các chị. Không bán mùa này mình bán mùa kia và không bán đợt này mình bán đợt kia thôi. Áo bolo giùm em nhá, 10.000. Áo em mặc có khi em phải đặt số lượng nhiều mới đủ chốt đây. 10.000 giùm em nhá. Chất đẹp cực kỳ luôn cho em này. Cái áo này là dành cho chị Chippy 0374531196. Em có đọc số điện thoại đấy, mình nhớ check lại xem đúng hay không nhá. Không lại đến lúc mình có đơn ấy, đến lúc nhận quà nó lại bị sai số, mất công các bác cứ săn quà cả buổi trưa đấy. Không ăn, có khi là nhiều chị lại chưa ăn cơm trưa hay là nhiều chị đang ngủ trưa mà phải săn quà. Thì là mình nhớ là cho số đúng nhá, không là không có số đâu. Mình tặng hết các chị đi. Ôi giời ơi, bộ giấy. Bộ giấy này. Các chị lên cho em mã này là áo em đang mặc có bán luôn, mã số trên là bộ giấy đi. Tặng bộ giấy đi, bộ này em bán tặng các chị luôn, 10.000 thôi. Gọi là bán để lấy lộc ấy mà, làm gì bán cái bộ này 10.000 đúng không? Bèo nhất đang bán là 89.000 rồi, bây giờ bán tặng có 10.000. Tặng bộ giấy giùm em nhá, 10k, chất đẹp lắm ấy các chị. Form đẹp, chất đẹp, 40 cân đổ lên các chị ở dưới bao nhiêu? 60. Cái bộ này thì các chị 60 cân cho em vẫn mặc vừa mà. Bộ giấy luôn giúp em nhá, 10.000 này, bộ giấy 10.000 này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhá. Bộ giấy này cho chị Ngọc Diễm này. 0353845787 chị Ngọc Diễm một bộ giấy này. Chị Ngọc Diễm một cái, trong đây là cái bộ gì đây? Ôi. Nó quần chip à, quần chip. Quần chip 20 cho em đi. 20.000 10 quần, 2.000 một quần. Ôi cái quần này mặc thích này. À tối nay có áo ngực đấy các chị. Tối nay em về áo ngực nhá. Có nhiều chị hỏi em hoài á, hỏi nhiều lắm.
áo ngực em đang đàm phán với họ xem là có được cái giá mà hôm trước em bán các chị 69.000 không. Áo ngực lá liễu là em đang mặc này, tương cực. Từ khi mặc áo ngực lá liễu không thích mặc áo nào hết. Đây ơi chị ơi, tặng quần chip cho em nhá, cốt tông hàng đẹp luôn này. 20.000 một chục nhá. 20.000 một chục cho em, được chưa? Mã số cho em là tặng quần chip có 2.000 một cái thôi, mặc sướng. Em bảo thật cái này mặc mê cực. Cái hàng cốt tông này 100% là cốt tông, không pha bất kỳ một cái gì hết. Mà nó là cốt tông tàu cho em nhá, không phải cốt tông hàng may đâu. Quần chip dùm em nhá, 20.000. 20.000 10 quần, không phải là một quần đâu mà em bán cả lố cho mọi người. 20.000 10 cái quần luôn. Cái này theo cả chip nhá. Bán tặng luôn các chị với giá 20.000 đẹp lắm. Cái chất này cùng cái đèn bằng hai cái á. Nó sẽ nằm trong một cái túi đựng như này cho em này. Hai cái sẽ nằm trong một cái túi đựng như này nhá. Anh ơi in quần chip cho các chị. Ui, Facebook cũng lên 100 rồi, dạo này các chị yêu thương em thế. Rồi, tiếp theo là cho chị Hà Lê này, là cái mã tặng quần chip nhá. 0984857438 chị Hằng Lê này. Chị Hằng Lê là cái mã quần chip này. Hà Lê. Hà Lê à? Em đọc ra hàng Lê à? Đây. Cái bộ này em còn đúng một bộ các bác. Cái này em còn đúng một bộ thôi ấy. Mã này bị lên luôn cho em là bộ bộ gấu thì cũng được. Bộ gấu giùm em nhá. Bộ này em bán tặng các chị luôn, mê chưa? Bộ này có chị nào mà nhận được hàng bên em không? Bộ này toàn chất đẹp luôn á. Cái bộ này chất ghê. Chất phê cực kỳ, nhất là cái quần. Em ưng ý nhất là một cái quần này. Không hiểu sao những cái quần này chất là gì ấy. Đẹp cực kỳ luôn. Bộ gấu giùm em nhá. Bộ này bán tặng các chị 10.000 luôn, chất đẹp. Cái này em đảm bảo với các chị mua về là chỉ có nghiện thôi. Đây này. Nhìn cái chất hộ em nhá, Burberry. Đấy. Bác nào mới xem thì em lần đầu mình cứ mua hàng một lần đi. Kiểm tra hàng, hàng ok thì mình nhận cho em. Hàng không ok thì các chị gửi lại cho em không sao hết, được chưa? Đây các chị nhìn này. Trời ơi đẹp chưa? Bộ gấu giùm em nhá, 550 rồi lên 600 lại tặng tiếp. Ôi tối thôi không để chị. Trưa nay thì cần tặng thôi không bảo gì. Rồi, tiếp theo là chị Lan Anh. Chị Lan Anh hình như quen nhỉ, có ai được tặng chưa? Chị Lan Anh có số điện thoại này 0981 343 5689. Em phải đóng số cẩn thận nhá. Không nhiều chị hôm qua toàn sai số thôi, cho sai số đến lúc hôm nay tặng quà không thấy chị nào luôn đấy, gọi điện đâu có được đâu. Tặng bộ gấu giúp em 10.000 này. Chị nào có quà nhớ lấy thêm một cái nhá. Nhớ lấy thêm một cái nhá mọi người nhá. Đây toàn bộ đẹp. Toàn cái đợt mà về cái bộ 3.000 mấy bộ đúng không. Toàn cái bộ đẹp này. Đã mang những cái bộ này đâu có còn hàng đâu. Hết sạch. Cái bộ này em hết sạch luôn. 40 cân đổ lên các chị dưới 60. 60-65 cân đổ với em nhá. Nhận được hàng nhớ cho bên em xin một lời phản hồi nhá mọi người. Mãi em đi lên luôn. Mãi là bộ xanh cũng được. Đơn giản thôi, bộ xanh. Anh cho đây quần bộ em ấy. Bộ xanh dùm em nhá. Bộ xanh em tặng luôn các chị 10.000 này. Rất đẹp lắm ấy. 40 cân đổ lên. Các chị có dưới 60 cân đổ với em vô tư nhá. Mã bộ xanh. Hàng này mê tê phê luôn nhá. Nhìn giúp em này. Chữ này đẹp kinh khủng, đẹp như thế này luôn. Mã bộ xanh dùm em nhá. 10.000. Trời ơi, đẹp cực kỳ. À này thì các chị biết rồi đúng không? Chất mềm dã man luôn á. Cái mềm em nói là hàng cốt tông tàu mà hàng chuẩn hàng đẹp luôn đấy. Cái bộ này là cho chị Phạm Phương nhá. 0395556496 chị Phạm Phương này. Chị Phạm Phương này. Đây cái này cũng còn một bộ thôi. Hết rồi, tặng khách rồi. Bộ đấy không có để dành cho khách nào á. Khách nào bình luận trước thì sẽ được trước. Ôi các chị ơi, mê chưa? Mã này các chị lên cho em mã này là bộ số 7 đi. Quần đó là quần lỡ nhá, không phải quần dài đâu. Bộ này em cắt tặng các chị luôn 10.000. Bộ số 7 giùm em nhá, 10.000 đồng luôn. Cái bộ này em có ít thôi nên là các chị có áo là mình chốt nhanh. Chốt nhanh nhá mọi người nhá, bộ số 7. Chị nào lấy bộ số 7 thì mình chốt bộ số 7 cho em 10.000 này. Chất đẹp cực kỳ và điểm đặc biệt này. Đằng sau có in hình con vịt. Đây. Đây, nhớ các chị ơi, nhớ điều kiện nhá. Điều kiện nhiều chị bảo em là sao chị chưa thấy nhận quà. Nhớ điều kiện giúp em là mình nhớ chia sẻ livestream mọi người nhá. Bác nào mà không chia sẻ livestream là sẽ không có đơn đâu ạ. Bước thứ nhất này em nhắc lại một lần nhá. Bước thứ nhất là mình nhớ like bếp này. Bước thứ hai là mình nhớ ấn chế độ theo dõi bật chuông thông báo. Nó cái chuông bé bé ở bên cạnh bếp đấy mọi người. Và bước thứ ba là chia sẻ livestream lên các trang, các nhóm chợ nơi các chị ở ấy. Và bước thứ tư là nhớ bình luận thật nhiều giúp em là được nhá. Đây, bộ này là dành cho chị Hoàng Nhung 0836535123 chị Hoàng Nhung này. Với giá là 10.000 thôi. Bộ này em bán tặng cho chị 10.000 luôn nhá. 10.000 cái bộ này luôn, chất đẹp lắm. Bộ đấy thì chất mê luôn. Chất cực kỳ là đẹp á. À, cái này áo này còn nhiều, chắc lên cho các chị. Cái váy hoa này còn một cái tặng nốt đi. Cái váy hoa này thì size nó hơi bé, tầm các chị dưới 48 cân đổ về cho em. Cái này thì em mình dưới 48 cân thôi nhá. Dưới 48 cân đổ về cho em thôi. Đấy, các chị lên cho em này là váy hoa. Mã số cho là váy hoa giùm em.
chị ơi quần chip chốt cho ai vậy? Hình như không chốt cho chị. Hình như chị ông được hay sao á? Là luôn chị ông được. Mã này mình lên luôn cho mã là bánh hoa giùm em nhá. Còn đúng một cái. Đúng một cái, em tặng hết cho các chị mã này luôn. Các chị lý giúp em là bên em chỉ chốt cho chị chia sẻ livestream ạ. Chị nào trong mấy trước thì sẽ được nhá. Em các chị nào được nhận quà thì hoan hỉ cho em ạ. Mua hàng nhà lại gần 2 năm rồi chưa bao giờ được tặng. Ôi giời. Chị Mỹ Ngọc tặng luôn cái chị Mỹ Ngọc đi em. 2 năm rồi chưa bao giờ được tặng á. Thôi chết rồi. Chị Mỹ Ngọc đi, tặng chị em cái váy hoa này đi về làm quà đi. Chị Mỹ Ngọc nha. Bác Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc, Mỹ Sầu Ngọc. Ôi con nào lên con còn hàng nó Mỹ Ngọc có cái váy hoa. Đấy bảo 2 năm rồi. 2 năm rồi. Rồi cái bộ này em còn đúng một bộ nhá. Em còn đúng bộ này thôi. Lên mã à? 40 cân đổ lên cho em nhá. 60-65 cân đổ về cho em này. Bác chị lên cho mã là bộ thể thao. Anh lấy phông lông côm đi. Bộ thể thao dùm em nhá. Lên mà cái mã đầu tiên để các chị chốt. Bộ thể thao dùm em này. Bộ này bán tặng chiên cho các chị bộ này luôn cho em nhá. Không một dưới kệ đấy. Bộ thể thao giúp em nhá. 20.000. Bộ thể thao 20. Cái này các chị từ 40 cân đổ lên dưới 60. 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Có hàng thu đông của bên em về bán qua nay rồi mà. Bán rất là nhiều. Cách đây phải tháng thì mà, tháng trước thì bán lai dai. Nhưng bây giờ chủ yếu là tập trung bán hàng thu đông cho mọi người. Áo len này, rồi quần dài này, rồi áo khoác. Chủ yếu là áo khoác ấy. Áo khoác rất là nhiều luôn. Về rất là nhiều cho mọi người đấy. Đây, chất này cực kỳ là co giãn luôn cho em nhá. 20. Bộ thể thao 20, 40 cân đổ lên. Các chị có dưới là bao nhiêu cân? 60. 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Chất siêu đẹp, siêu mềm, siêu đẹp, siêu sướng. Bác nào đấy bình luận luôn cho em là bộ thể thao cho em nhá. Với giá là 20.000 nhá. Chất đẹp lắm. Cái chất này bao chất đẹp cho mọi người luôn á. Còn đúng một bộ duy nhất. Cái bộ này nhà em cũng hết hàng rồi. Cái này còn đúng một bộ thôi. Đây là các chị chốt nhanh luôn cho em nhá. Mã số trên là bộ thể thao của em là có đơn này. Bán tặng các chị luôn 10.000. Thể thao 10k. Thể thao 10.000 luôn giúp em nhá. Hôm nọ bộ XL. Hôm nọ mua bộ XL mà không có phải mua màu trắng. Ôi trời ghé à. Thế á chị. Thế thì chắc là cái này bị hàng bom đấy. Cái này bị hàng bom. Bây giờ em lên cái mã quần này cho mọi người nhá. Trời ơi hôm chị mua thêm, nhắn tin trang bếp thì nhân viên bảo hết bộ này. Chán thật, người mua không được người lại bom chán. Đấy chị ơi. Đấy bây giờ bom về cho em đó. Chứ không phải bộ này em có không còn nữa. Bộ này hết sạch đó chị hỏi cũng đâu có đâu. Đấy bây giờ lại bom về đấy. Đây cái quần này cho em. Ôi nó nhiều cái loại quần lắm ý các chị. Quần rồi nó chủ yếu là quần lông côm nhá. Cái này là lông côm đấy. Cả quần bò, cả quần các thứ cho em này. Đây. Xong đây là hàng lông côm các thứ nhá. Em bán tặng cái quần này cho mọi người đi. Quần này thì các chị lên cho mã này là K đi cũng được nhá mọi người. Quần là K cho em này. Ôi nó nhưng mà nó lông côm cái mã này có ít. Mã K dùm em nhá. Rồi sau đấy sẽ lên áo em mặc luôn. Không đợi các chị chờ lâu. Áo em mặc có khi phải đặt số lượng về thêm cho mọi người đây. Áo em mặc thì sẽ lên sau mã này. Còn mã này các chị lên cho mã này là K nhá. À có lẽ váy bò sau. Váy bò sau hơi đắt một chút xíu nhưng bù lại nó rất là đẹp. Xứng đáng với số tiền các chị bỏ ra. À, có người nào dành cho người thâm nhỏ mà em có nhá. Chị ơi chị cứ săn đi tí nó sẽ có mà. Bộ thể thao chưa? Chưa bộ thể thao chưa. Mini game hay là? K 1 dùm em nhá. Mini game. K1 các chị ơi. Và bộ này cái quần này em sẽ bán tặng mỗi chị một cái về mình mặc dùng. Mình trải nghiệm thử cho em nhá. Quần này với giá chỉ có là bao nhiêu? 25.000 một quần mã K1. Có thể là quần ngố cho em này. Có thể là quần ngố bò như thế này. K1 nhá. Các bác cứ lên đúng mã cho là K1 cho là có đơn. 25.000 thôi. Em có rất là ít. Em có ít lắm ấy. Nên mọi người chốt nhanh nhá. Đây này. Có những cái quần như thế này nữa. À, bộ em mặc có bán ạ. Chưa đến 200.000 một bộ. Các chị ơi diện ngay một cái bộ em đang mặc luôn này. K1 có những cái quần như thế này. Em bán tặng hết các chị 25.000 nhá. Đấy. Mình chốt như thế nào mình may các bạn. Ui cái quần này. Dã man cái quần. Eo ơi, 25.000 một cái quần về các chị dùng thử cho em này. Chất đẹp cực kỳ luôn cho em nhá. Được chưa? Form dáng đẹp vô cùng. 40 cân đổ lên các chị có dưới là bao nhiêu cân? 55. 55 cân đổ với cho em là vô tư cái bộ này. Nói chung là cái quần nhà em thì các chị từ 40 cân. 55 cân đổ với cho em vô tư. Các bác cứ lên đúng mã cho là K1. Ví dụ ngày mai mình bảo em ơi, lấy cho chị cái quần bán nguyên quần không chị ơi? Bán nguyên bộ hay là bán nguyên quần? Có bán áo riêng quần riêng mà. K1 giúp em nhá mọi người, 25.000 thôi. Anh ơi em nghĩ là hết rồi đấy. Anh cho áo em mặc vào móc đó. Áo em mặc có màu kem đấy. Chị nào lấy K1 nữa thì mình chốt K1 cho em quần này nhá, 25.000. Đẹp cực kỳ luôn á mọi người. Mềm đẹp dã man, 40 cân đổ lên các chị có tới bao nhiêu cân?
55 cân đủ để cho em những cái sản phẩm như thế này nhá. Em bán cho em với chị 25.000 luôn này. 25.000 mã cam 1 luôn cho em nhá. Cam 1 và kèm số điện thoại giùm em có những cái quần như này luôn này. Bác nào lấy cam 1 thì mình chốt cam 1 luôn cho em nhá, 25.000. Lên đúng mã cho là được nhá, 25.000 đồng. Chất mềm đẹp cực kỳ luôn này. Bác nào lấy cam 1 thì mình chốt hộ em nhá, 25.000. Trời ơi, chất đẹp lắm luôn các chị. Cái này không có nhiều đâu nên các chị chốt nhanh nhá. Lên áo của em đi. Anh ơi đưa áo của em mặc màu kem này, áo này xinh này, 55-56 cân cho em vội tư nhá. Mặc nói chung là nó rất là điệu đà, điệu đà cực kỳ. Và áo em sẽ có màu trắng và màu kem. Cái này thì thực ra người ta vẫn đang có màu tím đấy, nhưng mà cái này thì em thấy hai màu này là đẹp nhất rồi. Xinh nhở. Áo này rất là xinh luôn ấy. Áo em mặc cái chị lên cho mã này là K2 cho em nhá. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Em mặc cái quần mặc kèm gỗ chị cái K2 dùm em là áo này. Quần chị mặc một kèm gỗ đấy. Trời ơi cái vải nó mát cực kỳ ấy các bác. 55-56 cân đổi về vô tư cho em nhá. Mã K2 K2 dùm em nhá. Và cái áo này em bán tặng cho chị luôn, 99.000 một áo. Giá thị trường đang bán là bao nhiêu em không quan tâm. Em chỉ biết là em mua và em bán cho mọi người những cái sản phẩm nó thiết thực, nó chất đẹp. Còn giá ở ngoài thì chắc chắn là sẽ cao hơn em bán rồi. Các chị cứ yên tâm. K2 dùm em nhá, 99.000. Sẽ có màu kem và màu trắng, hai màu đẹp nhất thôi. Cái này em chỉ về đúng hai màu, hai màu đẹp nhất để các chị chốt thôi, được chưa ạ? Màu khác thì em không về. Đây các chị ơi, màu nào rất là xinh, dáng dễ mặc luôn cho em nhá. Mã K2, 99.000. Chị nào lấy K2 thì mình chốt K2 luôn giúp em là có đơn. Sang các chị ạ. Một cái mã mà em thấy là vừa baby này, vừa mặc đi làm, đi chơi các thứ đều ok. Những cái mã như này mà chỉ có bao nhiêu? 99.000 một áo mã K2 giúp em nhá. Màu nào xinh, màu nào xinh như thế này thì chết. Nên lấy hai cái luôn các chị. Em khuyên mọi người nên lấy hai cái cho em nhá. Đây, đấy các chị ơi. Không hiểu vì sao luôn đấy mọi người. K2 giúp em xinh nhở. Đơn giản nhẹ nhàng, chỉ cần mix đồ như thế này, chị em mình đi chơi các thứ là ok, thoải mái luôn. Nếu mà số lượng nhiều quá thì mã này em sẽ về thêm để phục vụ các chị yêu của em nhá. Mà cái một bên em K2 bên em chỉ có hàng một size các chị ạ. Cái này chị em mình có dưới 55-56 cân đủ với cho em nhá. Trời ơi cái vải của nó mềm lắm á. Nhìn cái chất vải này, nó mềm dã man như thế này luôn cho em nhá. Đây các chị, nhìn giúp em cái trần này. Trời ơi em còn quần chip ấy, quần chip thì nó nên tặng các chị luôn này. Nhìn cái viền cho em nhá mọi người. Đây, chị nào lấy K2 thì mình cho K2 luôn giúp em. Có giá yêu thương các chị luôn. Với giá là bao nhiêu ạ? Có 99.000 một áo thôi. Màu nào em thấy cũng rất là đẹp đó các chị. Nên lấy một cái về mặc nhá. Mọi người lên lấy đi, chất vải này. Bác nào lấy K2 màu nào mình chốt nhá. Nó là dòng chất thô mềm á, ôm cực kỳ đẹp. Áo này bên em về một size đi, về một size nhá. Và cái này bên em sẽ bán tặng các chị 99.000 mã K2. Chị nào lấy K2 thì mình chốt hộ em nhá. Cực kỳ là đẹp luôn á. Cái vải này nó mềm, nó mát cực kỳ luôn cho em nhá. Không giống như những cái chất vải xấu đâu. Bác nào lấy K2 thì mình chốt hộ em nhá, 99.000. 99.000 dùm em, được chưa ạ? Ai lấy K2 thì mình chốt K2 dùm em. Áo là 99.000. Có len mông tơ ghi nhá. À quần chip à, em có, tí nữa em sẽ bán cho mọi người. Còn một ít nữa em sơ rẻ cho mọi người luôn. Quần chip em có đấy, tí nữa còn một ít lên mã tặng nốt các chị mà. Để về cái mã mới. Chị nào lấy K2 màu nào mình chốt hộ em nhá. Yên tâm là cái mã này là đình đám luôn rồi, không phải lo lan tan suy nghĩ đâu. Rồi, anh quần này, anh ơi cầm hộ em với. Áo là K2 đi. Em cứ treo ở đây cho mọi người chỗ chốt nhá, hai màu. Đấy, áo là K2. Còn bây giờ lên quần của em mặc luôn. Quần này của em mặc đẹp lắm. Một giá vẫn không thay đổi ạ. Chất u mì, hàng Quảng Châu cao cấp. 1m58 cân chỉ mặc vừa quần, không mặc vừa áo các chị nhá. Quần của em mặc đi với dép cũng bình thường, đi với dép cũng đẹp, mà các chị đi với dép cao cho em cũng đẹp luôn. Quần thì các chị lên cho em là K3. Em bán chiên các chị luôn, 169.000 hai quần. Chất u mì Hàn, hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. K3 giúp em là có đơn nhiều cạp lắm. Đây chị nhìn cái dáng của em này. Ở chỗ ôi nó nhiều cạp lắm, thiên đường cạp luôn nhá. 169.000 hai cái quần như em đang mặc. 40 cân chị ơi, em 1m50 á, thoải mái này. Em cao 1m55-56 gì đấy các chị đâu. Thoải mái luôn cho em mã K3 là quần em đang mặc. 169.000 hai quần. Ok chưa? Đây. Các chị giải chốt cho em là cặp đá và cặp chữ nhá. Đây, cặp đá cho em này. Anh ơi cầm giúp em với. Em sẽ dơ cạp đi rồi sau đấy em sẽ tư vấn size cho mọi người. Có size mà, quần nhà em không bao giờ là không có size. Size đến tận 40 cân đến 70 cân cho em nhá. Tất cả cặp đá này các chị thấy không, cặp nào cũng rất là đẹp. Nhìn cặp đá cho em này, 169.000 mua được hai cái quần nhá. Giá thị trường đang bán là 150.000 một cái. Bên em bán tặng các chị 169.000. Đây nhìn cặp chữ nhá. Đây là cặp chữ cho em này, cặp đá nữa này. Nói chung là mọi người sẽ có thể chọn cho em là một cặp đá, một cặp chữ,
hay là hai cặp đá, hai cặp chữ tùy mọi người. Cái này bên em sẽ có size đầy đủ cho mọi người luôn. À, quần là K3 nhé mọi người, 169.000 hai quần. Em thấy dáng này là dáng thể thao, đi làm được này, đi chơi được. Ví dụ như là chị nào mà bắp đùi to hay bắp đùi nhỏ đều mặc được. Và đặc biệt cái quần này á, làm cho cái eo của các chị nó rất là thon đúng không? Mọi khi em mặc cái quần khác không có eo đâu, nhưng riêng cái quần này nó sẽ có eo cho mọi người này. Form đẹp cực kỳ luôn đằng sau nhá. Đấy, 169.000 hai cái quần. Ui, chị Phạm Huyền lấy 5 cái luôn à? Ok chị luôn. Em thấy mọi người lên lấy nhiều đi, bây giờ mùa mưa các thứ ấy mọi người. Mùa mưa này, thay đổi quần liên tục. Các chị mua lấy 4 cái, 5 cái đi mọi người. Bên em sẽ chọn cho mọi người 5 cái cặp khác nhau. Đấy, có 2 cái là 2 cái cặp khác nhau để các chị về thay đổi nhá. K3, em sẽ có size M, size M, size L, size XL, size 2XL, size 3XL, size 4XL. Size to nhất là các chị dưới 70 cân cho em đều có size. Em bán từ 2 cái quần 169.000 hai cái, chất liệu là chất U mì Hàn, hàng Việt Nam xuất khẩu. Cho chị một cái quần cho các chị thấy này. Giá thị trường đang bán là 385.000 đấy, giá niêm yết là 385 này. Nhà em có mã tem đàng hoàng cho các chị luôn như này cho em nhá. Đây size số. Đây các chị ơi. Giá này là dáng quần bom cho em nhá mọi người. Chị Levi nhầm quần nhá. Chị Levi nhầm quần inbox chị này, không phải nhầm quần đâu. Chị Levi hôm trước nhắn tin là gì rồi đấy, không phải nhầm quần đâu. Bác nào lấy K3 thì mình chốt K3 giùm em nhá. Xuất sắc chưa? 169.000 hai cái quần cho em nhá mọi người. Tính ra chỉ có 85.000 nhỉ. Tầm 80 mấy nghìn một cái quần thôi. Dã man chưa? Quần này các chị mặc mùa đông đều được mọi người này. Giá niêm yết của nó đang là 385.000 các chị đó. Đây. Đây nhà em có đến sẵn size 4XL dành cho bác nào 70 cân này. Giá niêm yết đang là 385.000 nhá. 92% là BE này. Đây các chị thấy không? Giá niêm yết là 385 đấy, mọi người có thấy rõ không? Đấy, mình cứ nhận hàng. À, cho chị 4 cái được không em? Được chị ơi. Chốt đơn rồi 2 cái cho em là ok. Mã số cho em là K3 nhá. Chất của nó là chất U mì Hàn, đồ nhà là chất vải đẹp mà ok lắm. Em cảm ơn chị Kỳ Duyên. Đấy, chị nào lấy K3 thì mình chốt giùm em nên lấy 2 cái đi các chị. Áo là K2, 99.000, còn cái này mình lên luôn cho em, quần là K3. Cái này là dáng quần bom cho em nhá, hay là các chị hay gọi là dáng baggy các thứ cũng được. Đấy, chị nào lấy K3 thì mình chốt cho em nhá. Đơn các chị đặt giá rất là nhiều rồi. 169.000 hai cái quần. Nhiều rất là... các chị có thể chọn cho em là mặt chữ cũng được. Cái này thì các chị mua lấy 4-5 cái mà mặc thay đổi các chị. Áo thì mình có thể mua ít cũng được. Nhưng quần, riêng quần á, bây giờ là mùa mưa, giặt nó rất là lâu khô, chị em mình nên mua 4-5 cái. Mặc nó sang mà tầm tuổi bao nhiêu cũng mặc được. Trẻ đi học cũng được mà kiểu tầm trung tuổi hay là các cô, các bác vẫn mặc được cái một cái này. Em thấy mặc nó rất là dễ mặc thôi, nó không phải là quá thiên về một cái form hay là một cái tuổi nào hết. Nhìn gọn người các chị nhá. Chị nào lấy K3 thì mình chốt K3 luôn cho em nhá, sao chưa? Đây, để chưa? Trời ơi, một cái mã siêu phẩm như thế này các bác không chốt thì hơi phí. Đẹp nhờ. Trời đất ơi, đứng lên ngồi xuống thoải mái cho em này. Co giãn thoải mái nha. Cái này là co giãn, dòng co giãn cho em nhá. Chất u mì. Chất u mì này là chất u mì Hàn cho em. Áo là 99.000, quần là 169.000, mã K3, áo là K2 cho em nhá. Có thể là mình chọn cặp chữ cho em cũng được. Nhiều lắm, em chỉ cầm những cái mẫu tượng trưng thôi. Chứ những cái mẫu này bên em có rất là nhiều, 40 cân không rộng đâu. Cái bạn like lúc nãy cho mọi người ấy, tầm chỉ có 4 mấy thôi mà. 40, 42 cân gì đấy hay sao á, mặc vẫn ngon lành cành đào luôn. Đẹp, em nói thật với các chị luôn. À cặp chữ à, cho chị xin ít mẫu cặp chữ lên. Ok, chị nào lấy quần em mặc cứ lên K3 cho em nhá. Cứ lên K3 cho em là có đơn, yên tâm. 169.000 hai cái quần. Bình thường cái cặp đá phải đắt hơn, nhưng mà thôi, em tính đồng giá cho mọi người luôn. Bình thường cái cặp đá là phải bán 90.000. Thấy không? Một cái quần dài mà bán rẻ hơn người ta bán một cái quần short này các bác luôn. 169.000 hai cái quần. Mặc lên dáng đẹp cực kỳ nhá. Chất xấu em cho trả lại luôn. Chất u mì á. Cái hàng đẹp lắm. Cái hàng mà u mì hàng Việt Nam xuất khẩu đó chị. Đây, có tem có mã vạch luôn cho em nhá. Đấy các chị ơi, cứ lên đúng mã cho là có đơn, không cần đọc tên đâu ạ. Mình cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. Mình được chọn cho em là cặp chữ. Cặp chữ hay là cặp đá tùy mọi người. Có nghĩa là mình cứ chọn cho em là hai cái đi. Hai cái, ví dụ như là các chị ơi, ừ chị ơi em thích là hai cái cặp chữ cũng được. Mà các chị chốt cho em là hai cái cặp đá cũng được, cái cặp nào mình cũng được. Nghĩa là mình lấy từ hai cái để bên em dễ đi đơn nhá. Chứ một cái là các bạn mất công lên đơn đấy mọi người, tại vì cái này em thấy nó tiện lợi lắm. Mình có thể mặc thay đổi, mình kết hợp với cái đi với dép cao cho em cũng được, mà em đi với dép thấp cho mọi người cũng được luôn. Em thì không hay đi dép cao, nên là em sẽ đi dép thấp này. Cái dáng mặc nó rất là nữ tính như thế này. Đấy các chị ơi. Form đáng vẫn đẹp như thế. Chị nào cứ lên đúng mã cho em là K3 nhá. 169.000 hai cái quần. Ôi dồi ôi, rẻ quá các bác ơi. 54 cân mặc size L cho em nhé chị Dung. 54 cân mặc size L cho em.
em sẽ không tư vấn kỹ hơn cho mọi người được. Nên là các chị cứ để lại số, bên em sẽ tư vấn kỹ hơn. À, một quần size M, một áo K2 màu kem. Ok chị Tím. Chị Tím ơi, bổ sung số cho em nhé. 40 cân, 1m50 mặc cho em size M thôi. Tại vì cái size bé nhất là size M nhé mọi người. Cái này size bên em bé nhất là size M, không có size S đâu. Size bé nhất là size M. Em mặc size M vẫn được, mà em mặc size L vẫn được. Tại vì cái dáng này là dáng thể thao. Thể thao thì chị nào béo cũng mặc được, gầy cũng mặc được. Nói chung là dáng là rất là dễ mặc, đúng không các chị? Dáng thể thao thì tùy thuộc vào mình thích cái chọn như thế nào. Ok, em sẽ nói sơ qua về cân nặng cho mọi người nhé. Size M là dưới 52 cân, 50, 51, 52 cân gì đấy. Size L là các chị dưới 55, 55, 56 cân. Size XL là các chị dưới 57 cân. Size 2X là dưới 60, 61 cân. Size 3X là các chị dưới 65, 66 cân. Và size 4X là mình dưới 70 cân. Để em đọc sơ qua cái cân nặng cho mọi người thì các chị chốt cho em luôn nhá. Ôi em nói thật, cái này nó nhiều cạp. 60 cân mà size XL cho em, hoặc là size XL, 60 cân mặc XL cho em nhá. Đây, quần này nhìn đẹp mà các chị, em thấy rất là thịnh hành luôn. Đây các chị ơi, cạp cao cho em nhá. Không phải cạp trễ đâu, nhìn cái mông quần lên này. Em là không có mông các thứ đâu. Đây. À, vẫn thu tiền ship à? Cả ship rồi, thế thì hôm sau em đơn hôm sau em bù với chị nhá. Chắc là các bạn không để ý cảnh báo phát. Đây các chị ơi. Quần thì các chị lên cho em là K3, áo là K2 đi ạ. Áo là K2, 99.000, quần là K3. Quần đây là K3 nhá. Đây. Em sẽ dơ lại một lần nữa em qua mẫu, tại vì hôm nay nhiều mẫu lắm. Đây, quần lưng cao chị ơi. Lưng siêu cao, không phải là lưng cao nữa. Chất u mì cho em được chưa? Chất này là chất u mì Hàn cho em nhé mọi người. Đây. Các chị ơi đây. Có rất là nhiều cảm như này cho em nhé. Rồi ok chị luôn. Lưu ý là bên em đi đơn từ hai sản phẩm. Nên mọi người chốt cố gắng là chốt từ hai cái giúp em. Cặp đá này. Ôi nó nhiều cặp lắm. Em chỉ dơ các loại cặp thôi. Mọi người đấy chọn cho em là cặp đá hay cặp chữ cho chị dơ qua một lần với cặp kia nữa là được. Rồi ok, em sẽ chuyển mẫu luôn. Yên tâm không được các chị đợi lâu đâu nhá. Em dơ lại một lần nữa thôi. Để nếu chị nào mà chốt được thì mình chốt lại tay nhá. Em cũng không còn nhiều đâu. Còn có mấy trăm quần, em 52 cân. Mà các chị đâu mặc lên nó rất là gọn người, đi làm cũng được. Đi chơi các chị, đi dạy học hay là các bạn sinh viên, mình bán cho lứa tuổi học sinh các thứ đều ok luôn nhá mọi người. Được chưa? Nhiều cảm lắm ấy. Chị nào lấy K3 thì mình cứ chốt K3 cho em là có đơn nhá. Cứ lên đúng mã cho em, đừng comment là quần em mặc mà phải comment là K3. Được chưa các chị ơi? Và dạ vâng, thì ship bên em toàn quốc là 30.000. Các chị mua 1 2 cái cũng 30 mà 4 5 cái cũng 30.000. Tội gì mình không lấy mấy cái luôn đúng không mọi người? Rồi đây nào, váy này cho em nhá. Ôi con váy này xinh lắm. Trời ơi, váy hot trend đây. Váy này, ừ chị mặc cái này đẹp đúng không? Váy này chị mặc đẹp lắm á. Thôi. K4 em nhá mọi người, là váy bò, em nói thật cái này đẹp cực kỳ. Em mà có thời gian á là em sẽ thay cho mọi người. Váy này siêu đẹp, siêu cưng luôn. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Mã K5. À quên K4, váy bò là K4 cho em nhá. Váy bò là K4 với giá là 100. K4 này với giá là nó hơi đắt nhỉ. 100, váy bò này là hàng 189.000 mã K4 đúng không? 189.000 hàng đắt cho em nhá, mã K4 nhưng mà xinh lắm. 60 cân đổ về cho em vô tư. Trời ơi, 189.000. Quần em mặc là K3 nhá, 169.000 hai quần. Em nói thật đẹp cực kỳ. Hôm tối nay em mặc đi tại vì bây giờ lên nhiều mã lắm, không có đủ thời gian ấy, em đảm bảo mọi người. Cái này là hàng Quảng Châu cho em nhá, chất cực kỳ là đẹp. 189.000 một váy. Form ấy chị thấy không? Nhìn cái táp này. Sang này, chuẩn hàng Quảng Châu luôn, các chị nhìn cái tay cho em này. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá, đuôi cá, có túi luôn. Chị nào lấy K4 thì mình chốt cái váy này hàng đắt nha mọi người, 189.000. Và cái này là sẽ có một size cho em là size M. Cái này em chỉ làm đúng một size M thôi. Dưới 60 cân đổ về cho em là vô tư nhá. Chị nào lấy K4 thì mình chốt hộ em 189. Không cộc lắm đâu chị. Cái dáng này là đuôi cá mà, rất là xinh. Em nói thật cái dáng này vô cùng xinh nha các bác. Chất bò thì các chị yên tâm cho em nhé, mặc quanh năm suốt tháng đều được luôn. K4 giúp em là có đơn nha các tình yêu nha. Đây, chị nào lấy K4 thì mình chốt xinh nhở. Eo ơi, che mặc auto xinh đó chị, đẹp lắm. Có thể mua một cái tắt đá này, xuất sắc luôn. Mã K4 giúp em nhé, 189. Bác nào lấy K4 thì mình chốt K4 luôn giúp em này. 189 thì lên áo bò này đi. Áo bò này thì em sẽ có 2 size M. Áo bò này thì các chị lên cho em là K5. Hôm qua em có mặc rồi đấy. Áo bò là K5 nhé mọi người. Áo bò là K5 với giá là 149.000, size S và size M. Mua nhà hàng vừa lại, mua nhà hàng chị lại vừa về rẻ vừa đẹp. Không xem là phải mua luôn. Trời ơi, lại ơi là xem không xem thì tiếc, phải mua chị phải đi làm thế nào. Làm thao. À đây. Quần em mặc là 100
169.000 anh cái quần. K5 giúp em nhé mọi người, có S và có M. Cái này hôm qua em có mặc rồi, S là các chị dưới 52, M mình dưới 54 cân cho em. 149.000 mã K5. Chị nào lấy K5 thì mình chốt K5 giùm em nhé, xuất sắc. Nhà em là nghiện bò ấy, dạo này em nghiện rất là nghiện bò luôn, cái chất bò nó mềm. Mềm mất cực kỳ cho em, và cái này là cúc cho em nhé. Cái này là cúc cho em, hôm qua em có mặc cái áo này xinh cực kỳ các bác ơi. Em mặc lên các chị lại chốt lia lịa cái mã này cho mà xem. Mã K5 giùm em nhé. 149.000 này, chiếc ly ở đằng sau này. Hàng Quảng Châu xịn sò luôn. Đây. Hôm qua mua cái áo bò này mà chưa thấy bên mình gọi điện chốt đơn. À dạ vâng chị ơi, đợi em một chút xíu nhá. Các bạn đang nghỉ trưa. Tí nữa bên em sẽ gọi lại luôn cho chị đấy. Đây, cái con K5 nhà em đây. Các chị thấy mê chưa? Chiếc ly đằng sau này. Hai size S và size M với giá là 149.000, đầy đủ size. Chị nào lấy size nào thì mình cứ chốt size đấy giùm em là có đơn nhá, mã K5. Xuất sắc chưa các bác? Xinh lắm ấy. Mặc xinh cực kỳ luôn, dáng lên mặc đẹp, riêng cái áo này luôn. Bác nào lấy K5 thì mình chốt hộ em nhá, 169.000. À đưa chị cái mẫu A, áo khoác Adidas. Chị nào lấy K5 thì mình chốt giùm em sẽ có size S và size M. Size S và size M luôn cho em nhá. Xinh lắm luôn cái mã này luôn cho em á. Áo em mặc 99.000. Xinh nhỉ? Em ơi xuất sắc một cái mã áo bò như này, các bác mà không tranh thủ mua là tiếc lắm. Đây lên áo này, áo này cho chị còn thiếu một màu nữa. Màu gì nhỉ? Màu đen. Áo này lên cho em mã này là K6 đi. K6 màu kem, K6 màu vàng, K6 màu trắng và K6 màu đen. Cái này các chị dưới 55 cân đổ với cho em bơ tư nhá. Mã K6 giùm em với giá là 99.000. Chất của nó là chất đũi. Cái này là vải đũi cho em nhá. Mã K6 55 cân đổ với cho em bơ tư này, 4 màu. Màu kem này, màu vàng này, màu trắng này và màu đen. Quần em mặc là 169.000 hai quần. Chị nào mã số là K3, chị nào lấy cái này bình luận là K6 cho em nhá. 99.000 hai cái và cái áo quen 99.000. 99.000 mã K6 dáng baby doll này, màu đen này. 55 cân đổ với cho em vô tư nhá. Chị nào lấy K6 thì mình chốt K6 luôn giúp em. 99.000 một áo. Sẽ có màu trắng này, màu áo xinh, màu vàng, màu kem này và màu đen này. Chị nào lấy K6 thì mình chốt K6 luôn giúp em nhá. Vâng ok chị luôn. Cứ lên đúng mã này cho em là K6 cho em là được. Dáng này xinh lắm. Dáng này em không có nhiều. Áo em mặc là K2, 99.000. Còn mình cứ lên đúng mã này cho em là K6 giúp em là có đơn. Xuất sắc chưa các chị ơi? K6 giúp em nhá. Màu vàng, màu kem, màu đen, 55 cân đổ về vô tư mã K6. Quần em mặc là mã K3. Quần em là chất u mì Hàn. Còn mã này các chị cứ lên cho em mã này là K6, 99.000. Màu vàng cho em nhá. À quên, đây là màu trắng, đang cầm màu trắng lại nó màu vàng. Màu vàng đây. Quần em mặc là 169.000. Đây màu trắng đây các chị. Màu nào xuất sắc luôn. Cứ lên đúng mã cho em là K6 cho em là được. Áo bò lúc nãy là 149. Ơ không phải, K5 em lộ rồi, cái đấy là rút dây. Đang không bán cái trơn. K6 giùm em nhé mọi người, 99.000. Chị nào lấy K6 thì mình cho K6 luôn cho em là ok nhá. Áo em mặc 99.000 mã K2. Còn cái mã này mình gửi lên cho em mã này là K6. Đen, kem, vàng, rồi trắng này. Chị nào lấy K6 thì mình chốt hộ em nhá. Đây áo bò này cũng được. Áo bò này là K7 đi, 149.000. Mã số trên là K7 nhá. 55 cân đổ về vô tư. Rút dây. Cái này mình mặc về mình thích rút dây cho em cũng được. Đây. Nói chung là cái này mình về mặc á. Rồi các chị rút dây như thế nào cho là tùy mọi người nhá. K7 giúp em này. Với giá là 99.000 mã K7. Chị nào lấy K7 thì mình chốt hộ em nhá, 99.000. Form dáng này đẹp cực kỳ luôn các bác. Còn em mặc là mã K3 đấy. K7 là váy rút cho em nhá. K6 có một size. Còn cái này mình cái nào có size em sẽ báo size cho mọi người, còn cái nào không em không đọc size thì nó chỉ có một size thôi nhá. K7 luôn giúp em là được. Với giá là 149.000. Cái này các chị dưới 55 cân đổ về cho em này. Cái này có rút dây nhá mọi người. Đây này, mình như thế nào là mình rút lên cho em. Nói chung là mình mặc vào rồi các chị rút nó sẽ hợp hơn là em ngồi em rút. Tại vì mặc nên nó phải có căn chừng để mình mới rút được. K7 giùm em nhá, 149.000 mã K7. Cái này các chị dưới 55 cân đổ về cho em là vừa. Áo em mặc là K2. Còn cái này mình gửi lên đúng mã này cho em là K7 giúp em nhá, 199.000. Dáng dễ mặc cực kỳ có rút này. Cái này à 149.000. 149.000 mã K7 nha. Chị nào lấy K7 thì mình chốt K7 giùm em, xuất sắc luôn. Đằng sau đều có chiếc ly này. Xinh lắm ý các mọi người, nhìn giúp em nhá. Đây. Đẹp cực kỳ luôn. Bác nào lấy K7 thì mình chốt K7 giùm em nhá. 149.000 một áo thôi. K7 149. K7, chị nào lấy K7 thì mình chốt K7 nhá. Cho chị áo khoác này trên kệ có ít thôi. Áo khoác này em có ít thôi này. Nhiều mẫu lắm. K2 em có cả màu kem nữa thôi. Đây, K2 có cả màu kem như thế này.
Đúng rồi, K3 là quần em đang mặc nhá. Áo khoác này em có ít. Áo khoác Hàn Quốc. Áo khoác này các chị lên cho em là K8. 62 cân đổ về nhá. K8, áo khoác Hàn Quốc với giá là 129.000. 129.000 mã K8 của em nhá. Áo này giá thị trường đang bán buôn là 150 đấy. Đang bán buôn 140, 150 ngoài ngoài chợ đồ, ngoài chợ Ninh Hiệp đấy các chị. Các chị nói chợ Ninh Hiệp là mình biết đúng không? Hot Girl đang bán toàn 200 mấy. 149 đấy chị, 149 em quên. Em quên, 149.000 em đọc nhộn, đọc nhiều quá nên nó bị nhộn đây. Đi làm các thứ cũng được luôn, vét nhá, lịch sự, trang nhã. Đẹp cực kỳ luôn, cho em mã K8 nhá, 129.000 thôi. Bác nào lấy K8 thì mình cho K8 giùm em, 129 nhá. Áo khoác này đang hot trend ấy, chất vải nó rất là đẹp các chị. Nhìn cái chất vải của em này. 129.000 một áo thôi. Chất vải đẹp cho em nhá, hàng loại 1 form to, hàng em là hàng 2 quy như thế này. Đây các chị ơi. Chị nào lấy áo này bình luận là K8 cho em nhá, 129.000 giá mặc đẹp. Cái này các chị mặc với chân váy hay là quần sóc các thứ cũng được luôn. Cái áo này thì có một size thôi mọi người, rất là lịch sự luôn. Bác nào lấy K8 thì mình chốt giùm em nhá. Cái này em có ít nên là các chị cố gắng là mình chốt nhanh. Em có rất là ít thôi á, nên là các chị cố gắng là chốt cái mã này thật là nhanh nhá. 129.000 một áo. Đúng không các chị? Áo em mặc là 100, áo quen áo em mặc là 99.000. Mã này mình có lên cho là K8 vừa chị ơi, em 52 cân đây. Vừa thoải mái luôn cho em mã này luôn á. Chị nào lấy K8 thì mình chốt hộ em nhá. 129.000 mã K8. Bác nào lấy K8 thì mình chốt K8 luôn giúp em nhá. 129.000. Form dáng đẹp cực kỳ, 40 cân đổ lên. 62 cân đổ về cho em mơ tư. Cái váy này là váy đắt này. Váy này là váy đắt các chị ơi. Váy này chuẩn hàng đẹp luôn. Có size S và size M cho em. Size to nhất là các chị dưới 60 cân. Mã số trên là K9 của em là váy này nhá. Váy hot trend hàng của Rara này. Các chị vào trong Rara mua cái váy này là 1.000.000. Nhưng mà bên em bán tặng các chị luôn. Được chưa? Dập ly cho em này, siêu cấp luôn nhá. Mã K9 189.000, hai size S M. Size S là các chị dưới 55 cân. Nói chung là cái váy này 60 cân đổ về cho em mơ tư. Mã K9 dùm em nhá. 189.000 mã K9. Ai lấy K9 thì mình chốt hộ em nhá. Trời ơi đẹp quá. Crop top jean là 149.000 này. Trời ơi nhìn cái váy của em này. Lara nhá mọi người, nhìn cho em này. Trời ơi size này. 60 cân đổ về cho em mơ tư nhá, mã K9. Chị nào lấy K9 thì mình chốt hộ em nhá. Sang. Váy này siêu sang luôn, nó đắt nhưng mà nó đẹp các chị ạ. Chất vải nó xuống. Không bao giờ bị hở quá cái phần nách này đâu. Form dáng nó dễ mặc cực kỳ luôn cho em nhá. Áo em mặc là K2. Còn mã này mình cứ lên cho mã này là K9. 189.000 dùm em váy cao cấp nhá. Bác nào lấy K9 thì mình chốt hộ em. K9 dùm em nhá mọi người. Chị nào lấy K9 thì mình chốt K9 luôn giúp em nhá. 189.000. K9 em sẽ có size S và size M. Size to nhất là mình có dưới 60 cân đổi với cho em vô tư. Ok chị Mai Khánh An 1S2M váy này sang lắm. Đẳng cấp luôn ấy. Dòng này là dòng váy đẳng cấp luôn cho em nhá. Mã K9 129.000. Bác nào lấy K9 thì mình chốt hộ em nhá. Có size S và size M dập ly này. Đằng sau dập ly luôn cho em này. Quần em mặc là K3 nhá. 169.000 hai cái với cả cặp chữ. Nói chung nó rất là nhiều cảm. Chị nào lấy K9 thì mình chốt hộ em nhá. K9 giúp em là có đơn nhá mọi người. Bác nào lấy K9 thì mình chốt K9 giúp em là được. À lên là áo bò á. Áo này là K mấy em nhỉ? Áo này là K5. 149.000. Áo này là K7. 149.000 size M. Và áo này thì chưa bán. Áo này thì em chưa bán. Cho chị một cái phi bấm đấy. Áo này thì các chị lên cho em mãi là K10. 189 chị ơi. 189.000. Còn một mã áo bò nữa đẹp lắm. Áo này hàng đắt hơn. Áo này hàng đắt hơn nhá mọi người nhá. Váy bò treo lúc nãy là 189.000. Váy bò là 189 á. K2 57 cân không vừa chị ơi, dưới 55 cân đổi về cho em thôi. Áo khoác là có luôn, bây giờ đợi em một tí cho chị không được. Áo khoác có lên nhá. Cái áo đấy là K10 đi, cái áo bò mới đây cái kéo bấm ở trong đây em. Đây cái mẫu áo. À đây. Áo phông này. Áo phông này em còn ít nhá. Bán tặng các chị luôn đi. 45.000 hai cái đi. Đây em con này là con ca mấy nhỉ? Con ca chị đọc là ca 10 đúng không? Ca
K9 là cái váy ni, K9 là cái váy ni. Có một màu chị ạ, 189.000. 190.000 đi, em hay bị quên á. Kiểu nó chưa ăn cơm trưa, nó không có năng lượng ấy các chị, nên là nó hay bị quên, chị nhớ nó không lên được này. Nhớ. K10 cho em. K10 cho em nhá. Sang và đẹp cực kỳ. 159.000 mã K10. K10 giùm em nhá, áo em mặc một size. Chị nào lấy K10 thì mình chốt cho em này, 55 cân đổ về cho em nhá. 159.000. 160.000 đi. K10, chị nào lấy K10 thì mình chốt cho em nhá. Cái này các chị dưới 55. 55 cân đổ với cho em vô tư mã K10, 159.000 mã K10. Chị nào lấy K10 thì mình chốt cho em, chỉ có duy nhất một màu. Duy nhất một màu cho em nhá mọi người. Sang chưa? Nhìn đằng sau hộ em này. 159.000 một con áo xuất sắc, có một size 55 cân đổ với cho em vô tư. Chị nào lấy K10 thì mình chốt hộ em nhá. 159.000 này. Đẹp từ cái cúc trở đi này. Chuẩn hàng Quảng Châu nhá, chất giả bò cho các chị. Ôi cái chất bò này nó mềm. Nó mềm, nó xứng cực kỳ luôn cho em. Các chị cứ nhận hàng mà xem, mê tê phê luôn. Mã số cho em là K10 nhá. Trời ơi các chị ơi, mặc với quần sóc bò hay là quần sóc bình thường, hay là những cái quần mà bò các thứ của các chị hay mặc với chân váy nhá, em nói thật nó siêu xinh luôn. Đấy, chị nào lấy K10 thì mình chốt K10 dùm em. 159.000 mã K10. Ai lấy K10 thì các chị cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. 159, xuất sắc chưa? Cứ lên đúng mã cho là mã này là K10 giúp em. 159.000 nhá. Đẹp cực kỳ đấy, kho dáng đẹp lắm. Lên áo này nhá mọi người. À em bỏ cái mã này đi, hôm nay quên. Nhưng mà không có... Áo này thì các chị lên cho em mã này là K11. Em bán tặng các chị áo phông nhá, 45.000 hai cái. K11 giúp em này. Chị nào lấy K11 thì mình chốt K11 cho em nhá. Cho chị cả cái mẫu phông sắt nách nhá. 55 cân đổ về chị ạ. K11 giúp em là có đơn. 45.000 hai cái. Ôi nó nhiều hình nhiều mẫu như thế này. Chị nào lấy K11 thì mình chốt hộ em nhá. 45.000 hai cái. 45.000 hai kéo phông. Rẻ dã man này, đầy đủ các loại như thế này. Thôi em vừa bán em vừa tặng các chị đi. Trời ơi. 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Chị nào lấy K11 thì mình chốt hộ em. 45.000 hai cái, có cả polo rồi cả áo mắc thỏ này. Nói chung nó nhiều lắm ấy. Chị nào lấy K11 thì mình chốt hộ em nhá. Vest xanh em còn nhá. Đây. 45.000 hai cái. Trời ơi, tội gì mỗi hai cái đó chị, rẻ quá rồi. Hôm nay là tri ân mọi người mình có giá này đấy. Bình thường không có cái giá mà 45.000 hai cái đâu nhá mọi người. Có cả phông đá cho em này. Ngày mai mình thích phông gì ấy thì mình với các bạn bảo với các bạn nhà em là lấy cho chị phông đá. Phông gì chị thích phông nào thì mình chốt thôi. K11 giúp em nhá, 45.000 hai cái này. Rẻ quá đó chị ơi, tội gì không mua. Có cả bolo đấy. Đây. Mỗi đứa một cái. Này, màu vàng á. Nhưng mà riêng em là chị phải tính 45.000 một cái. Ồ trời. Cần phải thôi em nhá. Đẹp cực kỳ ấy, mỗi mẫu nó chỉ có cái thôi à. Hôm nay em bán tặng các chị mới có giá này đấy. Bình thường không có giá này đâu. Nhưng mọi người cố gắng là tranh thủ chốt đi, không có nhiều. Nhiều em cũng không bán được giá này ấy. Không có nhiều để bán ấy, nên là các chị cố gắng là chốt luôn nhá. K11 với em là được. 45.000 hai cái, cả bolo này. Nói chung là alo. Lôm côm ấy mọi người đây. Bác nào lấy K11 thì mình chốt K11 dùm em nhé. 45.000 hai cái. Cố lên đúng mã cho là có đơn nhé. K11 giúp em là ok. Không có nhiều. Một màu à, còn mỗi màu mà. Áo này khách bảo đóng hết nhưng em không đóng đấy. Em để em bán tặng các chị luôn nhé. Áo này có duy nhất một màu. Mã số trên là K12. K12 dùm em là có đơn nhé. Mã K12 này. Áo này hôm nay em bán tặng các chị luôn, áo này luôn, 38.000, hàng Quảng Châu cao cấp này. K12 giúp em nhá, 60 cân đổ về. 38.000. 38.000 một cái, 70.000 hai cái luôn đi. K12 giúp em. 38.000 một cái, 70.000 hai cái. Ok cho các chị, nhìn này. Hàng nhá, tại vì em còn mỗi duy nhất màu trắng. Này, có túi giấy luôn. Kinh khủng khiếp chưa? Mã K12 giúp em nhá, duy nhất màu trắng. 40 cân, 40 cân đổ về, 60 cân đổ về cho em, hãng của nó là KMIA này. Đấy, mã K12 giúp em là có đơn. 38.000 một cái nhá. 70.000 hai cái. Ok cho mọi người. Cứ lên đúng mã cho là K12 này. Mặc đi tập cũng được, đi chơi cũng được. Không cần gọi điện chốt đơn nhá mọi người. Mình cứ lên đúng mã cho là có đơn. Em không cần gọi, không cần gọi tên. Khổ ghê. Hôm nay cứ bị sao ấy, kiểu như trống gió các bác. K12 giúp em 38.000. Không cần đọc tên. Cứ lên đúng mã cho là có đơn đấy các chị. K12 giúp em nhá. 70.000 hai cái.
70.000 hai cái, 38.000 một cái, mã cam 12 cho em. Đẹp lắm. Trời ơi, xuất sắc luôn. Trời ơi, nhũ kim tuyến nhá, nhũ kim tuyến yên tâm bỏ máy giặt vô tư cho em. Vô tư cái mã này luôn. K12 giúp em lại nhá. 38.000 một cái thôi. Nhớ tin rồi để anh em máy giúp em là được. Và em cảm ơn các chị rất là nhiều rồi. K12 giúp em nhá. Đây. Hàng của nó này. Nó ghi rõ ở ngoài đây, viết tắt của nó là KMI. Bên trong các chị này, hàng thiết kế luôn nhá. Rồi chưa các chị, à em có lên áo gió bây giờ luôn. Chị nào lấy K12 thì mình chốt hộ em nhá. Rồi chưa, áo em bằng bán rồi, mã K2 99.000 có cả màu kem. Chị nào lấy mã này thì cứ lên đúng mã này cho là K12 38.000 một cái giúp em. Cho chị cái mẫu đắt đi. Lên cái mẫu đắt trước cho mọi người nhá. Mẫu đắt này thì em là gọi là em bao giá, giá thị trường đang là 180.000. Giá thị trường là 180 nhá. Áo gió này thì các chị lên cho em mã này luôn này. Đẹp lắm. Chốt nhanh giúp em nhá, không để hết hàng đấy. Áo gió này thì cả nam và cả nữ đều mặc được. Hàng hai lớp hai tăng mát. Giá thị trường đang là 180.000. Rẻ nhất là 150.000 đến 180.000. Áo này mặc có cả màu kem đây. Áo này có bộ bằng nhà luôn. Áo này các chị lên cho em là K13. Em bán tặng các chị giá không đổi. Từ trước vụ này, từ đợt mùa hè em bán cũng chỉ có 109.000 một áo thôi. Có dây Tudor điều chỉnh cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Nam và nữ được mặc được. Áo này các chị cứ lên cho em là K13 giúp em nhá. 109.000. Trời ơi. Hai màu mũ có thể tháo rời cho em. Cái này có lắp mũ vào không em? Có mũ nha mọi người ơi, mũ có thể tháo rời luôn cho em. Có màu hồng và màu đen. Kéo khóa này. Hai bên túi kéo khóa cho em, tay thêu 109.000 một áo mã K13. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Hai màu đen và màu hồng. Có đen và có hồng cho em nhá. Hai màu đen hồng, chị nào lấy K13 thì mình cho K13 cho em. Có cả mũ nha mọi người. Cái của em đang tháo mất mũ rồi đây. 109.000 một áo. Chắc chắn các chị không thể thiếu cái mã áo này trong tủ quần áo của mình được. Đi tập cũng được, đi chơi cũng được. Với giá là 109.000 mã K13. Chị nào lấy K13 màu nào mình chốt. Mũ lọc tháo rời này. Đây các chị ơi, tối qua mua áo này mà chưa chốt đơn à? Bên em đang gọi chốt nữa mình nhá. Cứ lên đúng mã cho em là K13 thôi em là được. 109.000 thôi. Xuất sắc, gió hai lớp, tăng mác đầy đủ này. Cái này là tháo khóa và em sẽ mặc cho mọi người. Áo gió giống đầu lại em bán tặng ý. Rồi áo đấy bomber em có nhá. Chị nào lấy K13 thì mình chốt hộ em. Có 109.000 một áo rồi các chị. Bao giá toàn quốc cho mọi người. Áo này cả nam và cả nữ đều mặc được cho em nhá. Đây là màu đen này. Cái này là màu đen cho em. Có màu đen và màu hồng. Hai áo bò là mã K5. K5 và K7 chị nhá. Em có áo kiểu K10. Là áo bò là K5. K5, K7 và K10. Đây. Còn K13 các chị ơi, 109.000. Trời ơi. Xuất sắc, một từ là xuất sắc. Có 109.000 thôi, mã K13 giúp em. Đẹp vô đối nhá. 40 cân đổ lên. 60 cân đổ cho em vô tư. Chị nào lấy K13 thì mình chốt K13 luôn giúp em nhá. K13 luôn giúp em là có đơn này. Trời đất ơi. Mê chưa các chị ơi? Mê chưa? Áo em mặc là 99.000 này, màu đen này. Có mũ luôn cho em nha. Đây. Mũ đây. K13 luôn giúp em nhá. Áo trắng em mặc 65 cân không vừa đâu ạ, dưới 55 cân thôi. Chị nào lấy K13 thì mình chốt K13 luôn giúp em nhá. Xuất sắc nha các chị. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi dạy cũng được. Áo sơ mi trắng này đang mặc là 99.000 nha chị. Áo gió nam cũng có luôn, mã K13 giúp em là có đơn nhá, có cả màu hồng này. Hai lớp các chị ơi. Hai lớp. Hàng này là hai lớp tăng mắc trong này. Tăng mắc trong, tăng mắc ngoài đầy đủ cho em như thế này. Chị nào lấy K13 thì mình có lên đồ mã cho là có đơn, có dây Tudor này. Cái dây này điều chỉnh ví dụ như là chị nào mà đi ngoài ấy, đi ngoài đường hay là cái dây này có chật, có rộng quá thì mình cứ điều chỉnh cho em nhá. Áo em mặc là 99.000 mã K2 có cả màu kem nữa. Còn mã này mình có lên đồ mã này cho là K13 luôn giúp em. Với giá 60 cân không sợ chật đâu chị ơi, yên tâm cho em là không chật nhá. Em đang mặc rất là rộng luôn, trong khi đấy em đang mặc áo ở bên trong. 40 cân đổ lên 60 cân, đây là không có mũ này. Cái này mũ có thể tháo rời được cho em nhá. Áo trắng em mặc là K2, 99.000 có cả màu kem. Đây, hai màu. Chị nào lấy áo em mặc bình luận là K2 nhá. Rồi cứ lên đúng mã này cho em là K13 giúp em là được. Sẽ có màu hồng và sẽ có màu đen. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Chị nào lấy K12 thì K13 hộ em nhá. Đây, chữ thêu này. Em để ý xem cái mặt vuông này đúng không? Không, cái mặt vuông là khác ấy.
Adidas theo vua là khác hay sao? K13 luôn giúp em nhé mọi người. 109.000 một áo thôi. Màu nào cũng xinh đấy chị ạ. Đẹp nhỉ. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được luôn. Màu nào cũng đẹp, màu nào xuất sắc. Mà có 109.000 em bao giá toàn quốc cho các bác luôn nhá. Mã này em sẽ bao giá toàn quốc cho các chị yêu mã này luôn cho em này. Trời ơi, đẹp chưa các chị ơi? Quá ơi, đẹp quá luôn như này luôn. K13 giúp em nhá, 109. Bác nào lấy K13 thì mình chốt K13 luôn giúp em. Có bộ đồ mặc ở nhà đấy. Cứ lên đúng mã cho là có đơn nhá. 109.000 mã K13. À, bộ Burberry kia nhà mình có nhiều đúng không? Như đang treo lên giường em. Bộ đây có nhiều đúng không? Bộ đây để lên trước cho mọi người này. Một cái mã siêu phẩm cái bộ này luôn cho em. K14 nhanh tay em có 50 bộ. Em có áo gió nam đấy. K14 cho em nhá. Có 50 bộ thôi. Ui các chị ơi xuất sắc. 65.000 một bộ, 60 cân ở với trang ô tư. Bộ này mặc nhà thì ô ok luôn. K14 em nhá, có 50 bộ. Áo đấy thì nhà em chỉ làm size M thôi. Chị nào lấy K14 thì mình chốt hộ em nhá, nhưng mà phân nó rất là to. Quần em mặc có bán mã K3, 169.000 hai quần. 64 cân thì mặc hơi chật, cái đấy chỉ 60 cân ở với trang thôi. K14 giúp em nhá, 65.000 một bộ. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ với trang ô tư mã K14, chất tuyệt đẹp như thế này. Áo bò là K5, K7 và K10. Chị nào lấy mã này bình luận luôn cho em là K14 giúp em nhé. Áo em là 99.000. Mã K2. Các bác cứ lên đúng mã này chơi là K14 giúp em. K14 giúp em là có đơn nhé. Không ai bán tặng nữa. Chị bộ này có 65.000 đồng thôi. Trời ơi chất này. Quần lại quần kẻ nữa chứ. Áo mặc rời cho em cũng được. Áo này các chị mặc rời cho em cũng ok luôn. Kẻ viền này. Theo Burberry đầy đủ luôn cho em nhé. Mã K14 nhé. Có 65.000 một bộ. Cái này là em vừa bán. Em vừa tặng cho mọi người mã này đấy. Chứ bình thường không có cái giá mà 65.000 cái bộ thêu như thế này đâu. Em cao 1m55-56 gì đấy và nặng 52 cân nhá. Các chị nhìn giúp em này. Đẹp chưa? Nhìn cái tay cho em này. Thêu. Cái này nói chung là em sẽ lên từng màu. Chị nào lấy K14 thì mình chốt hộ em thôi. Với giá là 65.000 một bộ nhá. Em thấy mặc cái này ở nhà cũng được, mà các chị đi chơi cũng được này. Mặc ở nhà hay là đi chơi đều rất là đẹp luôn. 65.000 này. Quần kẻ Burberry thì không bao giờ hết hot luôn nhá. Mềm. Chất rất là mềm ấy chị ơi. Mềm mịn vô cùng luôn mà chỉ có giá là 65.000. Bác nào lấy K14 thì mình chốt hộ em nhé. Form dáng đẹp. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư. Và cái này em có 50 bộ. Cái mã này nó đang rất là thịnh hành luôn đấy. Nên là chị nào lấy thì mình chốt nhanh cho em nhé. 65.000. Cái này từ 40 cân đổ lên, các chị cứ dưới là 60 cân đổ về trên vô tư. Ai lấy K14 thì mình chốt hộ em nhé. 65k. Không cần đọc tên chốt đâu ạ. Bên em đã có. Các chị cứ lên đúng mã cho là có đơn. Không cần đọc tên chốt đơn nhé mọi người. K14 giúp em là được. 65.000. Chất mềm, cái chất này thì siêu mềm cho các chị luôn ấy. Siêu mềm, siêu co giãn luôn. Áo là chất có tông tàu. Quần là chất vải kẻ cho em này. Mềm cực kỳ cho em nhá. Form dáng thoải mái, 40 cân đổ lên. Các chị có dưới là bao nhiêu cân? 60 cân đổ với cho em vô tư nhá. Mã K14. Ai lấy K14 thì mình chốt hộ em nhá. Bán tặng các chị có bao nhiêu? Với giá chỉ có là 65.000 á. 65.000 á mọi người. 65.000 thôi ạ. 65.000 mà được một cái bộ đồ đẹp như thế này. Cứ lên đúng mã cho em là K14 cho em là ok nhá. Form đẹp, dáng đẹp, chất đẹp luôn. Theo logo đầy đủ cho em này. À, bộ này có màu trắng không con? Cho chị lên màu trắng luôn đi. Có màu trắng nha bác ơi. Em vẫn lên. Đây lên màu trắng luôn cho em nhá. Áo em mặc có cả màu kem nữa. Đây, ui dồi ôi. Mã K15 cho em đi, màu trắng này. Trời ơi, ngất luôn. Đẹp. Trời ơi, không nghĩ là bán cho các chị 65.000 đâu. Em có thật nó quá rẻ. Nhiều khi các chị bảo em ơi mua cái hàng gì mà có 65.000 bộ. Về mình mặc có được không? Xin thưa với các bác nhá, bộ này em vẫn bán 90.000 bình thường. Em vẫn bán ở 90.000 hoặc 99.000 là 115.000. Nhưng mà em thích bán cho mọi người cái 65.000 thôi. Cho các chị mua được giá rẻ. Mình được tiết kiệm được cái chi phí hơn. K15 giúp em nhá, 65.000 một bộ. Mua chỗ nhà em mình vừa được mua hàng rẻ này. Mình vừa tiết kiệm được tiền. Đơn giản như thế thôi, chỉ cần mua online. Tìm được cái nhà nào bán rẻ mà chất đẹp là mình đã tiết kiệm tiền rồi. Đỡ phải mua nhiều đúng không các chị? K15 giúp em là được nhá, 65.000 một bộ thôi. Em nói thật nó chất nó siêu đẹp. Siêu đẹp luôn. Nhìn cái viền thêu cho em này. Tất cả là viền thêu kẻ như này cho em nhá. Nhìn các chị nhìn không? Form này, tay thêu kẻ viền mặc lên rất là sang. Mà cái chất này nó siêu đẹp cho em nhá. Trong khi hàng nó hàng thêu, không phải hàng in hay là không phải hàng dập logo. Phí ship bên em là 30.000 toàn quốc dành cho các chị mua. Áo em không mỏng đâu ạ. Chất đẹp nha các chị. Chị nào lấy K15 thì mình chốt hộ em. Áo em mặc các chị đâu có thấy cái gì đâu. Không thấy cái gì ở bên trong mình đâu. K15 luôn giúp em nhá. Áo em mặc 99.000 mã K2 có cả màu kem. Chị Ngọc Nhi Nguyễn này, cho chị lấy 10 vàng, 10 trắng. Ok bác luôn. Em in phiếu của chị Ngọc Nhi Nguyễn nha. Chị ấy không comment đúng mã.
K15 giúp em nhé mọi người, chỉ cần ghi là K15 thôi. Còn cần KG15, chị Thanh Thảo còn KG15 thôi, chết rồi. K15 thôi, chỉ cần ghi chữ là K15 là được. K14 là màu vàng và K15 là màu trắng em nhé, 65.000 một bộ. Chị nào lấy K15 thì mình chốt hộ em, có 65.000 thôi. Có màu đen không công nhỉ? Có màu đen nhưng mà không, không có màu trắng, màu vàng thôi. K15 giúp em là có đơn nhé, 65.000. 65.000 mà K15 form rất là dễ mặc luôn, cho em màu trắng thì em nó rất là dễ mặc luôn ấy. Màu trắng thì cực kỳ là dễ mặc đúng không chị ơi? Màu kem ấy nhỉ? Màu kem đây. K15 chị Phạm Huyền ơi, chị mua xỉ à? Mua xỉ cống giúp em nhá. Áo em bằng 99.000. Đây. K10 à. Tí nữa với xa quá sợ. Xỉ bên em thì các chị chuyển khoản cọc K15 giúp em nhá. Không cọc em không chốt đơn đâu ạ. Chị nào lấy K15 thì mình chốt hộ em nhá. K15 giúp em là có đơn 99.000, áo em 65.000. 65.000 một bộ đồ cho em như thế này, đảm bảo bao chất cho các chị luôn, chất đẹp. Chất xấu thì lần sau không mua nhà em nữa, được chưa? Chất xấu thì lần sau không cần đến nhà em đâu, mình đã mua cái nhà khác rồi đúng không ạ? Đấy, vâng, ok chị Ngọc Giang đổi K14 lên K15, ok bác luôn. Đấy, cứ lên đúng mã cho em là K15 nhá, là có đơn theo, không cần em đọc tên đâu. Mọi người chỉ cần lên đúng mã cho em là có đơn rồi mà, máy tính bên em nó tự in đơn. Nên các bác yên tâm là mình có đơn hết, việc của mình chỉ để anh em máy cho em là vui rồi. K15 giúp em mọi người nhá. 60 cân đổi về vô tư mà có 65.000 một bộ. Em có thật ai bán cái giá cho mọi người giá 65.000 không có luôn, đi tham khảo giá cho em thoải mái. Cái này là em mua cả lô, em mua được giá rẻ, em ép giá lắm mọi người. Người ta đòi cao lắm, người ta đòi ra là 60.000 rồi nhưng mà em ép giá được rẻ hơn một chút xíu thì em bán tặng các chị 65.000 bộ này, được chưa? K15 bây giờ em chỉ bán chiên thôi mà, làm gì có lãi cái bộ này đâu. Rất đẹp, form đẹp, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Chị nào lấy K15 thì mình chốt hộ em nhá. Và cái hàng này có một size đấy nhá mọi người. Bộ này nhà em không có size đâu. Chị nào lấy K15 thì cứ lên đúng mã cho em là được. Yên tâm là cái bộ này bên em đang có nhiều, mình cứ chốt thoải mái cho em nhá. Áo em mặc là 99.000, 55 cân đổ về. Rồi. Cái này còn mỗi màu một cái, tặng nốt. Cái này em còn mỗi màu một cái, em tặng nốt này. Cái này các chị lên cho em này là K16 nhá. Áo này em tặng nốt các chị luôn. K16 em tặng nốt các chị 79.000 ạ. K16 màu trắng này. K16 màu đen này. K16 màu đen lên này, màu đen này. Màu vàng này. Chị nào lấy K16 thì mình chốt K16 cho em nhá. 79.000 đẹp lắm, 55 cân đổ về vô tư và màu xanh. Màu xanh có một cái. Ai lấy K16 thì mình chốt K16 giùm em nhá. Bán tặng luôn cho các chị mã này luôn cho em với giá là 79.000. Áo em mặc không có size XL đâu chị, chỉ có một size thôi. K16 giúp em nhá, màu xanh này. 55 cân đổ về vô tư nhá, 79.000 mã K16, màu xanh, màu vàng, sơ vi này lên cũng rất là xinh luôn. Sơ vi mấy cái quần em mặc cũng đẹp. Màu vàng này. Màu mấy vàng em? Chỗ đấy đang còn mấy vàng? Hết vàng luôn này. Chị Hà Mi 3 vàng. Rồi màu đen này. Màu đen và màu trắng em nhá, 79.000 không xỉ lại nha các chị, tại vì cái này là sale rồi. Cái này là sale luôn mọi người đó. Nên lúc sáng vẫn chưa thấy. Chị Nguyễn Khánh Ly ơi, đợi em chút xíu đi. Bên em đang nghỉ trưa nhá, chiều bên em gọi lại sớm luôn cho chị. Mã K16 luôn giúp em là có đơn nhá, 79.000 thôi. Màu nào cũng xinh đấy chị ạ. Bây giờ em có cả màu kem đó. Có cả màu nâu nhá, màu nâu này. Thôi cái quần này em có ít em không mặc. Cái áo này có ít em không mặc. Màu xanh cho em mọi người này. Màu đen này. Màu đen này. Màu trắng nhá. Đấy, chị nào lấy màu nào mình chốt cho em, và có cả màu nâu, màu vàng nữa. Ai lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy là được. 79.000 thôi. Set này còn 2 set này. Set này em còn 2 set nhá. Mã K17 79.000. 55 cân đổ về cho em set vest này. K17 nhá, 79.000 có đúng 2 set. Chị nào lấy K17 thì mình chốt K17 cho em, 79.000. Áo jean phía sau là 149.000 chị nhá. K17 cho em có 2 set thôi. K17 cho em nhé, 79.000 một set, 79.000. 79.000 mã K17. Chị nào lấy K17 thì mình chốt hộ em nhé. Đẹp lắm. Áo khoác vest này. Chân váy này. 79.000 dùm em, 55 cân đổ về, có quần ở bên trong nhé. Chất mềm. Chất mềm mà đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy K17 mình chốt hộ em nhé, 99.000. Form đẹp lắm các bác. Chất mềm, K17 em có ít thôi. Đây là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh nhé, cái này em không có nhiều đâu.
nên mọi người chốt, cố gắng là chốt nhanh luôn cho em nhé. Áo em mà có một size đẹp cực kỳ đó chị ạ. Bên trong có quần mà sơ vin đi làm các thứ cũng rất là đẹp luôn, mà có bao nhiêu 79.000 một set, form dáng thoải mái, 55 cân đối với cho em mua tư nhé. Bạn ta 17 thì nào em ta 17 thì mình chốt hộ em nhé. Áo jean thì có một size M ấy chị ạ. Áo em mặc là K2 nhé chị. Áo em mặc là K2, K17 giúp em nhá. Áo này còn ít nhờ, áo này còn mỗi màu trắng này. Áo bò có SM à kìa. Cái áo bò này thì có size SM này. Chỉ có một cái áo cuối cùng. Cái K5 này thì có size SM. K5 có size SM này. K7 có size SM luôn nào. K7 có size SM, size to nhất tới 55 cân. Và K10 thì có một size. Được chưa các chị, 159.000 áo này. Rồi, sao cho em. Đâu, ở đây, đang cầm cái gì đây. Cái này có mỗi màu trắng á. Rồi, áo này bán tặng các chị luôn. Còn mấy cái sale note. Cái này có kèm theo tang đấy. Cho chị cái K18. K18 giùm em 110.000 nhá. Có tím và có trắng này. Kèm theo một cái tang cho các chị luôn. Cái tang này là mọi người mua mất 10.000 đấy. Cái tang váy này. Được chưa? Chị nào lấy K18 thì mình chốt hộ em nhá. 110.000 có kèm theo tang này. Sao bao nhiêu áo mà bây giờ không bỏ tang vào cho khách nhỉ? Sao thừa nhiều thế? K18 giúp em nhá. 110.000 kèm theo một cái tang đá như thế này. Ôi dồi ôi. K18 màu trắng và K18 màu tím cho em. Màu nào lên cũng rất là xinh. 55 cân đổ về vô tư. Chị nào lấy K18 thì mình chốt K18 giùm em nhá. 110.000. Xinh lắm, dáng này. Đẹp chưa? Vải này là vải xốp cho em, rất rất là đẹp. Mình lấy màu nào mình chốt. Ui cái màu trắng này, ngất luôn. Màu trắng mà các chị mặc với quần xốp cho em á, tôn da cực kỳ, riêng cái mẫu này nhà em nhá. Hot hit đình đám luôn. Có màu trắng và màu tím. Chị nào lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy là có đơn nhá. Em sẽ đi mặc đi mặc thử áo này cho mọi người luôn nhá. Có cả màu kem này. Cái quần sóc cái Mai Anh này để. Cái quần sóc của chị Mai nó để đâu nhỉ? Màu tím. Em xem cái mã anh kìa. Mai Anh nó đang gấp ở cái mã lông côm không? Cái mã lông côm xem ở trong cái mã lông côm nó có ghi mã không? Áo này xinh mà. Đây cái chỗ đằng sau mà. 110.000 là em bán tặng các chị nhá. Em mà mặc lên mọi người đừng đừng có mà tranh nhau chốt nha, không có hàng đâu. K18 thôi em nhá. Cái quần sóc chị em mặc không? Đó. Chị nào lấy K18 thì mình chốt hộ em, đi thử ngay cho mọi người mã này. K18 cho em áo này xinh lắm. K18 em thử là các chị tí nữa là mình ngất luôn cái áo này luôn nhá. 110.000 là bán tặng đấy. Em có hai màu đấy. K2 không có size đâu chị, cái này thì có SM này. Cái này thì có size S và size M nhá. Cái áo K18 bên em có S và có M đấy. Cái này có S và có M, hai màu. Đây, kèm thêm một cái tắp đá này. Kèm thêm một cái tắp đá như thế này cho mọi người. Đây. Đẹp chưa? Cái này mua mất 10.000 hay là 15 20.000 gì đấy cho em luôn.
Đấy ạ, chị nào lấy K18 thì mình chốt K18 giùm em nhá, 110.000. Màu nào cũng xinh mà các chị vải xốp đẹp lắm. K2 thì em có một size nhá. K18 màu trắng và K18 màu tím xinh lắm. Áo này rất là xinh, vải của nó rất là đẹp. Đây các chị thấy không? Hai size S và size M cho em nhá. Dáng mặc lên đẹp cực kỳ và nó là khuy này. Khuy của nó là khuy bọc, em đang mặc là size S dưới 52. Size M các chị có dưới 54 cân đổ về cho em nhá. Với giá các chị ơi, cái đấy nó không có giãn đâu, là dưới 55 cân cho em thôi ạ. K18 giúp em nhá, 110.000. Có cả màu kem nữa này, màu tím và màu trắng. Chị nào lấy K18 thì mình cho K18 giúp em nhá, 110.000 thôi. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng xinh, màu nào cũng xuất sắc luôn. K18 luôn giúp em là được. Áo này màu đen đen. À, còn hai màu. Có cả sọc đỏ. Màu sọc đỏ hết rồi. Áo này các chị lên cho em, áo này là K19 cho em nhá, 79.000. K19, chị nào lấy K19 thì mình chốt hộ em này, 55 cân đổ về cho em vô tư nhá, 79.000 mã K19. À, quần giá váy á, quần giá váy em chưa lên. Quần em mặc thì là size 1 nhá, 160, thằng đắt. Chị nào lấy mã này bình luôn cho em, mã này là K19 cho em nhá. Có một sọc vàng, sọc đen, sọc vàng, sọc xanh và sọc đỏ. Chị nào lấy K19 thì mình là K19 cho em. 79.000 nhá, 54 cân đổ về vô tư, chất đẹp chưa? Không cần là đâu. Riêng mã này bên em thì các chị không cần là cho em nhá. Đấy, 55 cân đổ về cho em vô tư này. K19 màu đỏ này, K19 màu xanh, K19 màu vàng, 55 cân đổ về vô tư mã này. Bác nào lấy K19 màu nào mình chốt hộ em nhá. Màu nào cũng rất là xinh. Rút dây đấy. Cái này có độ đàn hồi này. Có cái dây rút co giãn luôn cho em nhá mọi người. Đúng rồi, xem một là quần em đang mặc nhá. 55 cân đổ về giúp em nhá mọi người. 55 cân đổ về giúp em. Có sòng như vậy mà cổ vét. Có, áo có đấy có. Tí nữa em lên nhá. Mã K19 giúp em là được. 55 cân đổ về cho em vô tư nhá. Đỏ này, xanh này, vàng với giá là 79.000. Chất vải siêu đẹp luôn. Bác nào lấy K19 thì mình chốt cho em nhá. Với giá là 79.000, 55 cân đổ về cho em vô tư. Sọc vàng, sọc xanh, sọc đỏ. Ai lấy sọc nào thì mình chốt cho em, mã này là K19 cho em là được. Cái này thì các chị có dưới 55 cân đổ về cho em là vô tư nhá mọi người nhá. Màu nào cũng đẹp. Màu nào lên dáng cũng rất là ngon lành, cành đào như thế này luôn này. Sơ vin cũng được. Mặc thả buông cho em cũng được luôn mà chỉ có giá là 79.000 thôi. 79.000 mã K19. Chị nào lấy K19 thì mình chốt cho em nhá. Rất là xinh luôn. Lưu ý là nhà em đi đơn từ hai cái đấy. Nên là các chị cố gắng là chốt đơn từ hai cái giúp em nhá. Một cái em không lên đơn được đâu nhá mọi người ơi. Giờ chặn. Quần chít thì lại chưa phân. Màu sọc đỏ cho em này, sọc xanh này, sọc vàng này. Chị nào lấy K19 thì mình chốt hộ em nhá. Bán tặng các chị luôn mã này với giá là 79.000 thôi. Dáng mặc lên rất là đẹp luôn. 79.000 giùm em nhá. Mẫu này em cũng hết hàng nên là bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh thôi. Cái này em không lên lại nữa đâu. Nên là chị nào tranh thủ chốt nhanh thì mình chốt nhá. 79.000. 79.000 giùm em là được mã K19 này. À, set vest vàng này. Mã K20. Set này là mã K20 cho em nhá. Chị nào lên set vàng mình là K20 cho em này, 79.000. Cái này các chị dưới 55-56 cân đổ về cho em vô tư nhá. Set vest quần xuất sắc chưa? Có quần ở bên trong 55 cân đổ về cho em nhá. Mã K20 99.000 một bộ, áo quen 79.000 nhá. K20 dùm em nhá, 79.000. Cái này các chị có dưới 55 cân đổ về cho em này. 55 cân đổ về là được. Cho em một cái mã bomber đi. Bác nào lấy K20 thì mình chốt K20 dùm em nhá, 79.000 một bộ. Về mặc cho em một cái áo phông trắng ở bên trong là quá là đẹp rồi. Chị nào lấy K20 thì mình chốt hộ em nhá, 79.000. Xuất sắc luôn. Xuất sắc các chị ơi. Áo mình có thể mặc riêng giờ cho em được này. Nguyên set mà chỉ có giá là 79.000 mã K20. Ôi giời ơi. Ai bán cái set này cho các chị 79.000 bao giờ đúng không? Không có luôn đấy. Mã K20 dùm em. Cái này mình có dưới là 55-56 cân đổ với cho em vô tư nhá. Quần có quần ở bên trong này. Chị nào lấy K20 thì mình chốt hộ em nhá. Màu vàng chỉ cần mặc một cái con phông màu trắng hay là một cái phông màu đen ở bên trong hoặc phông màu vàng cũng đẹp rồi. Đấy, set này đẹp lắm, chị vừa nhận lúc nãy. Ui, em cảm ơn chị nhá. Chị nào lấy K20 thì mình chốt hộ em nhá. Đẹp cực kỳ. Chất xấu thì không bao giờ em bán cho mọi người giá này đâu. Áo kiểu có quá em hết hàng rồi. Chị nào lấy K20 thì mình chốt hộ em nhá. Với giá là 79.000. Cái này chị em mình dưới 55 cân đổ về trên vô tư nhá. 55-56 cân đổ về vô tư. Mã số trên là K20 nhá, 79.000 đồng. Ai lấy K20 thì mình chốt K20 dùm em nhá, 79.000. Đẹp cực kỳ luôn.
79.000 mã K20 có ít. Áo này lấy luôn mẫu ấy chị nhá, có màu hồng và màu xanh. Áo hồng này còn nhiều, áo hồng này em cũng còn ít thôi. Áo hồng này các chị lên cho em là K21 nhá, 79.000 55 cân đổ về. K21 79.000. Chị nào lấy K21 thì mình cho K21 giùm em nhá, 79k. K21 giùm em là được này. Áo này cũng còn ít lắm, 54 cân đổ về nhá, 79.000. Chị nào lấy K21 thì mình cho K21 hộ em nhá. 79.000 này. Ừ, xinh không? Xinh lắm, hàng Quảng Châu đấy nhưng mà còn đúng 20 cái. Nên bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh hộ em nhá, 79.000 xuất sắc chưa? Nó na ná cái kiểu em đang mặc đấy, cổ nó là cổ vuông như thế này. Vuông thì khoe được cái phần cổ ở đây cho các chị, đúng không? Chị nào lấy K21 mình chốt nhá, duy nhất một màu hồng. Màu hồng mắt sale, màu hồng đẹp đấy. Ai lấy K21 thì lên đúng mã cho là được. Áo em mặc là K18. Chị nào lấy K21 thì mình chốt K21 dùm em nhá, 79.000 xuất sắc luôn. Mặt em còn ít lắm, nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh thôi. Đẹp cực kỳ luôn nhá, chất vải đẹp. Có set đấy không chị ơi? Set đấy không có màu đen đâu, màu đen nhé hết hàng rồi. Chị nào lấy K21 mình chốt hộ em nhá, 79.000. Cái này các chị có dưới 55 cân đổ về cho em nhá, 55 cân đổ về là vô tư. Cố lên đúng mã cho là K21 cho em là được cái khuy bọc này. Nói chung là nó đẹp cực kỳ luôn và có ít thôi, 79.000. Sang áo này giùm em nhá. Áo này các chị biết không, áo này ngoài chợ người ta đang bán buôn là 100.000. Đang bán buôn ở ngoài chợ là 100.000. Hôm nay em bán tặng các chị áo này luôn, K22. K22 bên em sẽ có màu hồng và K22 màu xanh. 100% là hàng Quảng Châu luôn cho em nhá. Chị nào lấy K22 thì mình chốt K22 luôn giúp em này. Với giá bán tặng các chị luôn áo này 79.000, có màu hồng và có màu xanh đấy. Áo rút nhá, 54 cân đổ về, hãng Sweet. Chị nào lấy K22 thì mình cho K22 giùm em nhá, hãng ngọt ngào đây. 79.000 nha. Mã K22, thế là lúc nãy anh lấy mẫu à? Lúc nãy lên á. K22 giùm em nhá, 79.000 này. Xinh chưa? Ai bán áo này cho các chị 79.000, mặc với quần quần sóc hay là mặc cũng đẹp. Mặc với quần baggy vải cũng đẹp, mặc với quần sóc vải hay mặc với quần sóc bò cũng đẹp luôn. 54 cân đổi về cho em vô tư này. 79.000 nhá, có màu hồng và màu xanh. Chị nào lấy K22 thì mình cho K22 giùm em nhá, 79.000. Hai màu đấy. Màu hồng và màu xanh, mình thích K22 màu nào mình chốt giùm em màu đấy. Xuất sắc cho các chị rút dây nhá. Thoải mái như thế này luôn. K22 giùm em nhá. Móc em cái set màu này mới. Sẽ có màu màu xanh và màu hồng. Mình lấy màu nào thì mình cứ lên đúng mã cho là K22 và kèm màu duyên là được, hai màu nhá, xanh và hồng. Cái mã này thì em cũng không còn nhiều, nên là chị nào chốt thì mình phải comment ngay luôn giúp em nhá, bình luận luôn mã này được, được chưa? 79.000 có hai màu, màu hồng và màu xanh. Màu nào cũng rất là đẹp. Tôi dưới 55 cân đổ về là các chị thoải mái luôn cho em mã này này. Màu xanh của nó này. Rút dây xinh chưa? 79.000 thôi. 79.000 mã này nhá. Quần sóc em mặc là C1 160 có hàng. Chị nào lấy thì bình luận là K22 giúp em nhá. Mã nào em có mẫu rồi thôi nhá mọi người. K22 giúp em là đường này. Lên mẫu áo khoác thần thánh này giúp em. Trời ơi, ra gươm. Áo khoác siêu VIP. Trời ơi, con áo khoác này. Eo ơi, túi trong này. Dã man. Kinh khủng khiếp, túi trong lại còn kèm theo cả khóa như thế này nữa. Kinh khủng chưa? Kèm theo khóa như thế này cho mọi người luôn này. Túi trong mà nó còn làm khóa nhé mọi người. Áo khoác này đó chị lên cho em là K23 đi. Ui, sướng. 109.000 một áo cho em này. Xuất sắc nha các chị ơi. Đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế, đẹp. Rất là đơn giản luôn. Mã số cho em là K23 nhá. 109.000. Trời ơi các chị ơi, màu em đang mặc là màu bò, màu kem, màu xám. Màu xám cho em này. Màu xám, màu vàng và màu hồng cho em nhá. Có 4 màu. K23 giùm em là có đơn nhá. Chị nào lấy K23 thì mình chốt K23 giùm em là được. Với giá là 109.000 một áo thôi. 40 cân đổ lên, 62 cân đổ với cho em vô tư, kéo khóc bomber các chị. Chị nào lấy K23 thì mình chốt hộ em nhanh cái mã này luôn cho em nhá. Đây, màu hồng đậm này. Nói chung nó có rất là nhiều màu như này cho em, 5 màu nhá mọi người. 5 màu cho các chị lựa chọn. Em đang mặc là màu nâu bò. Màu này là màu hồng. Màu này là màu hồng nhạt.
màu vàng đậm, màu màu xám và màu kem cho em nhá. Và màu đen nữa. Cái này có rất là nhiều màu, chị nào lấy ra 2 3 màu nào mình chốt cho em nhá. Với giá là 109.000. Trời ơi. Ai bán kéo này 109. Quá xuất sắc đấy chị ơi, màu đen nữa này. Hàng của nó là hàng hai lớp nhá, bên trong túi cho mọi người này. Trời ơi các chị ơi, K23 dùm em, 40 cân đổ lên, 62 cân đổ về, các chị nhìn giúp em thêu nhá. Nhìn giúp em hàng bên trong này, Lager này. Bên trong nó là hai túi, có túi đựng ở bên trong cho mọi người như này nữa. Nói chung nó rất là sang, sang cực kỳ luôn. 7 màu cơ. K23 tội gì các chị không mua lấy hai cái, em nói thật nó đẹp. Nó xuất sắc luôn, một cái mã hàng như này cho em nhá, bên trong này. Bên trong các chị bao giờ thấy áo nào mà nó thích cái túi chưa ạ? Túi mà còn kéo cả khóa, chứ không phải là túi bình thường nhá. Túi có khóa cho mọi người. Chất liệu là áo gió cho em, yên tâm áo này giờ chống nước tuyệt đối cho mọi người. Có thể là nó hạn chế nước vào bên trong cho các chị đấy. Nó giống nan áo, giống như cái mã áo nam của em á. Yên tâm nhá mọi người nhá, K23 giúp em là được. Màu nào xuất sắc luôn. Đây các chị, 109.000 áo nhá. Bao giá mọi người luôn cái mã này luôn cho em. 40 cân đổ lên và các chị dưới 62 cân đổ về cho em. Có màu em nó mặc là màu nâu nhá, màu nâu này. Màu đen này. Màu đen cho em nhá, màu đen này. Trời ơi, nhìn cái màu đen nó sang nhở. Nhìn cái màu đen cho em này. Cái nào cũng có tem, có mã vạch đàng hoàng cho em như thế này. Hàng hai lớp nhá. Bên trong có túi cho mọi người này. Bên trong đều thiết kế túi luôn cho em. Đấy, các bác cứ lên đúng mã cho là K23, cho là có đơn. Đây nha, màu kem này. Màu kem này các chị ơi. Ui, cái màu kem dã man, kinh khủng. Màu kem này, ui, nó đẹp ghê luôn á. Trời ơi, 109.000 là quá bèo các bác ơi. Màu kem. Màu này là màu xám. Ui, cái màu xám này. Trời ơi, các chị nào mà không mua cái mã này là sẽ hối hận luôn cho mà xem. Màu vàng. Màu vàng. Màu vàng cho em này. Màu vàng cho em này. Màu hồng nhạt cho em này. Và màu hồng đậm cho em này. Đảm bảo là sẽ hot hit nhá mọi người. Đây, áo màu nào thì cái khóa áo màu đấy cho em các chị thấy không? Cái khóa áo màu hồng luôn này. Màu hồng nhạt thì cái áo khóa áo màu hồng nhạt. Mà màu vàng thì khóa áo màu vàng cho em. Tông xịt tông như thế này luôn cho em nhá. Quá sang. Với giá là 109.000 một áo. 40 cân đổ lên nhá, 62 cân đổ về cho em vô tư. Em sẽ mặc sang màu khác nhá. 109.000 một áo cho em. Sẽ mặc sang màu khác cho mọi người này. Em sẽ mặc cho mọi người màu đen đi. Mặc lần lượt nhá. Đầy đủ các màu để các chị dễ chọn hơn. Chất liệu cái áo này là hàng gió bomber, hàng cao cấp cho em nhá mọi người. Chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp cho các chị luôn cho em này. Nhìn giúp em chất nhá. Đây, các chị thấy cái mác của nó chưa? Form đẹp cực kỳ luôn này. Túi áo của nó cho em này. Túi áo nhá mọi người, có kéo khóa. Tất cả các áo đều có kéo khóa cho mọi người luôn cho em như thế này. Được chưa? Cái này là áo gió bomber đấy. Giá thị trường nó là từ 150.000 đến 180.000 hoặc là 200.000. Khách nhà em mua ở chợ thôi đã là 165 rồi. Mua ở ngoài chợ đã là 165.000 rồi. Đây các chị màu đen đây. Màu nào cho em cũng rất là sang luôn. Mà chỉ có giá là hơn 100.000 một áo. Quá bèo quá chị. Mã K24 dùm em nhá. Màu đen các chị này. Xuất sắc chưa? Quá đẹp nhỉ. Cái mã này trời ơi, mặc vừa thời trang vừa đẹp. Chất này. Chữ của nó là chữ thêu cho này như này á. Hình cũng là thêm thêu như này luôn cho em. Được chưa? Màu em đang mặc nhé. Ok chị Ngọc Mùi, comment đúng mã cho em đi. K24 nhá. Các chị phải lên đúng mã để mới có đơn ấy. À quên, K23 chứ. Sorry mọi người, K23. K23 giúp em là mã này nhá. Màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng xinh. Chị nào lấy màu nào mình cứ lên đúng mã cho là được nhá. 109.000. Đây màu vàng cũng đẹp này. Ôi hàng nó xịn lắm ấy. Mọi người mua ở ngoài không bao giờ có giá này đâu. K23 dùm em là được. Ai em cho em cái mã quần chip nhá. À, cái quần chip của mình dưới kia kìa. Còn một ít măng nốt tặng cho chị đây. Màu hồng cho em nhá. Màu hồng. Đây bây giờ sẽ lên quần chip cho mọi người. Quần chip thì em sẽ bán tặng các chị cho mình. Chị nào mua 5 quần thì chốt 5 quần. Chị nào mà mua 10 quần thì chốt 10 quần. Tại vì cái đấy cũng lông cô mà, nó không theo mẫu. Phí ship bên em là 30.000 nhá. 48 cân không rộng lắm đâu, chị yên tâm là không rộng lắm. 48 cân không rộng nha. Chị nào lấy bình luận luôn cho em mã này là quần chip nhá. Quần chip tặng các chị đi. Đây, nói chung vẫn là nhiều mẫu lắm. K25 nhá, K25 là quần chip. Tặng nốt cho các chị này. Ôi nó nhiều mẫu khác nhau ấy mọi người. Nó không theo mã đâu. Có bán tặng các chị 5 quần 1 hay là 5 hay 10 quần. Nhiều chị không có nhu cầu mình mua cả 10 quần ấy thì mình mua 5 quần cho em nhá. Mã K25. Mình nhận hàng của shop rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Quỳnh Như nhá. K25
quần nó cực kỳ là nhiều loại luôn, cho em có cả hàng thông hơi này. Thôi em bán tặng các chị nốt nhá. 55.000 năm quần. Đây, mã số trên là K25 và bên em sẽ lấy cho mọi người 5 mẫu khác nhau. Chị nào lấy K25 thì mình cho K25 giùm em nhá. 55.000 năm quần. K25 giùm em là có đơn nhá mọi người. Đây quần chip này. Ôi nó rất là nhiều loại khác nhau. Nhiều loại cực kỳ và bán tặng các chị luôn nhá, với giá là 55.000. 55.000 năm cái quần này cho em nhá. Nhiều loại lắm các chị ơi. Chị nhà nó chị nhà nó hai áo gió này đẹp lắm em. Em cảm ơn chị Hằng nhá. Các bác cứ lên đúng mã cho là K25. 55.000 hai cái quần. À quên, 5 cái quần. Thôi mình không có, các chị nhiều chị không muốn mua nặng 10 cái thì mình mua 5 cái cho em cũng được. Nói chung là nó có nhiều loại nhá, 60 cân ở với em. Hôm qua các chị giặt đồ, giặt máy giặt nó không nhanh. Nó chưa nhanh khô em lấy cái này mặc sướng cực. Yên tâm, quần chip em không có cái nào xấu, chất xấu thì em đã không bán cho mọi người. Em nói thật đảm bảo với các chị luôn. Riêng cái gì cho cái đồ nội thất ở bên trong của mình là phải an toàn nhá chị. Không an toàn thì mình không mặc được đâu. Áo em mặc là 101 nhá, mã K18. Còn mã này mình cứ lên cho mã này K25. Ừ, nhiều khi phải nhớ luôn đấy chứ. K25, 55.000 5 cái. Các chị mua bao nhiêu quần thì 101, 10 cái này đấy. Đấy, các chị cứ nhân quần lên cho em. Nói chung là mình thích chọn quần nào thì mình chốt thôi. Hoặc là bên em sẽ lấy cho mọi người 5 cái khác nhau mình mới mặc thay đổi. Tại vì những cái mẫu này yên tâm cho em mặc sướng nhá. 55.000 5 cái quần. Được chưa mọi người? 55.000 5 cái quần cho em nhá. Mã K25. K25 và kèm số cho em là có đơn nhá. Bên em chốt từ 5 quần. Được chưa mọi người? Chốt đơn từ 5 quần chứ không phải chốt đơn từ 1 quần cho em nhá mọi người ơi. 1 quần em không bán được. 55.000 5 cái, mã K25. Chị Cám em ơi, chị bình luận là K25 giúp em với. Cái này không bình luận đúng mã là nó không có đơn của mọi người đâu, em nói thật. Không bình luận đúng mã là không có đơn đâu á. Lấy nguyên một màu đen 5 cái được không em? Chị ơi lấy đủ màu cho em với. Bây giờ chị chọn màu đen thì em bán màu khác cho ai? 5 cái khác nhau, 5 màu khác nhau. Chứ không phải là mọi người lấy một màu đâu, một màu thì em rất là khó bán. Thế tí nữa cái mẫu kia thì màu kia thì chị nào bán mọi người, chị nào mua. Đâm ra là em sẽ xem kẻ cho mọi người nhá. 55.000 5 cái nhá mọi người ơi, mã K25. Chị nào lấy K25 thì mình trước K25 rồi, mình là có đơn. Trời ơi các chị ơi, quá rẻ đúng không? Hoa cúc này, rồi thông hơi, hàng chip đúc thông hơi này, rồi hàng chất tâm này. Đấy, nhà em chốt đơn từ 5 cái quần nhá, chứ một cái em không bán đâu ạ. Mình có thể chốt 5, 10, 15, 20 tùy các chị. Cứ 55.000 5 cái rồi mình nhân lên thôi. Thế tính ra 101, 10 quần năng là vẫn là ok đúng không mọi người? Vẫn đang gọi là sướng luôn. Mã K25 giùm em nhá. K25 giùm em, không kéo ngược đấy để à. Ở góc bán nhau ngược lá liễu cơ. Kéo ngược lá liễu còn màu nào ở đây không em? K25 giùm em nhá mọi người. Ý là chị 5 cái màu đen thôi á. Ý là em cũng biết rồi nhưng mà em không chọn được một màu như thế. Mà phải là lấy 5 cái 5 màu khác nhau giúp em nhá. Bây giờ chị chọn 5 cái thế thì em không bán được cái khác. À có cả gen này. Ô, hôm qua em mặc cái con này đẹp này các chị này. Mặc mát lắm. Riêng cái dòng này không bao giờ bị ngứa. Chị ơi nhà em toàn cặp cao thôi. Bây giờ ai còn bán cặp trễ các chị. Cao không phải cao lắm, cao vừa. Không phải cao quá nhá mọi người. Đây 55.000 5 cái cho em nhá. Set bỏ có lên. Anh yêu cho em cả màu đậm đi. Có cả màu đậm màu nhạt. Đây K25 dùm em này. Set bỏ có cả màu đậm màu nhạt đấy. Chị nào lấy K25 thì mình chốt cho anh K25 cho em nhá. Mông to mặc được. Mông to thì bên em sẽ chọn. Ý là lưu ý á, lúc nào mà mình chốt đơn ấy mọi người, ví dụ như là các chị mông to chẳng hạn thì mình bảo em ơi mông chị kích cỡ hơi to, chọn cho chị cái nào size to nhé, thì ok bên em sẽ chọn size to cho mọi người. Chứ đừng có bảo là ừ là nó bảo có giữ 60 cân lấy cho chị. Thế mình có nhu, ví dụ như là mình có cái đặc điểm khác thì mình phải bảo với các bạn nhà em để các em bên em lấy luôn cho mọi người. Ý là như thế, không phải nhất thiết là theo là giống như em nói cho mọi người, hoặc là mình như thế nào thì mình phải bảo với các bạn chốt đơn ấy để các bạn lấy cho các chị cái mẫu nào mà phòng cân các chị mà vừa chẳng hạn như thế, đúng không? K25 giúp em nhá, 55.000 5 cái. Chị nào lấy K25 thì mình chốt K25 giùm em là được. Rất đẹp cực kỳ luôn nhá. Cứ lên đúng mã cho là có đơn. Và hai cái một bên sẽ đựng trong một cái túi thông hơi cho. Cái túi kháng khuẩn của Nhật này. Hai cái một bên em sẽ đựng trong cái túi kháng khuẩn của Nhật như thế này cho mọi người nhá. Sẽ đựng trong cái túi kháng khuẩn của Nhật như thế này cho các chị nhá. K25 giúp em là có đơn nhá mọi người. Chị nào lấy K25 thì mình chốt hộ em. Với giá tặng các chị luôn nhá mọi người. K25 giùm em là có đơn nhé mọi người. À áo jean sau đồng là K5, K7, K10. Chị nào lấy K25 thì mình chốt hộ em nhé. Hai cái một sẽ đựng trong cái túi kháng khuẩn của Nhật như thế này. Nói chung mặc lên rất là thích. Quần chip nhà em yên tâm nhé. Mặc sướng cực kỳ, không sướng thì cho trả lại. K25 là được này, lên set bò nhé. Đây.
có màu bò màu nhạt, màu đậm màu nhạt, chắc là nó không phân, nó không lấy đủ mẫu, có bán thì nhiều đậm đậm. Xách bò dùm em nhá, 55 cân đổ về. Mã ca 26. À áo ngực à? Áo ngực thì tối nay em về nhá. Ca 26 dùm em này, có màu đậm và màu nhạt. Có màu bò đậm và màu bò nhạt, 55 cân đổ về cho em vô tư, size M. 180.000 thôi, 180.000, 180. Mã ca 26 giùm em nhá. Ca 26 180. 55 cân đổ về cho em vô tư. Chị nào lấy ca 26 thì mình chốt hộ em. 180.000 bao hàng loại đẹp cho các chị. Ôi giời ơi, set này em phải có ngay một set này. Set này dù là làm. Ở đây, 180.000 có cả màu nhạt này. Màu đậm và màu nhạt cho em nhá, 180 mã ca 26. Ca 26 giùm em nhá, quần đấy là 55.000 năm cái quần. Ca 26 giùm em mọi người này. 180.000 một set nha, 55 cân đổ về cho em, chất bò rất là mềm, mềm đẹp vô cùng luôn. Chị nào lấy ca 26 thì mình chốt hộ em nhá, 155.000. À quên, 180.000. 180.000 một set nhá, 55 cân đổ về cho em vô tư mã ca 26. Có màu đậm và màu nhạt. Áo em mặc 101 mã ca 18. Còn mã này các chị cứ lên cho em, mã này là ca 26. Vâng, ok. Mình thích màu đậm thì mình báo màu đậm, mà mình thích màu nhạt hơn thì mình báo màu nhạt hơn cho em nhé. Với giá là 180.000, 180.000 mã ca 26. Chất rất là đẹp các chị ơi, đẹp cực kỳ luôn cho em á. Hai màu, màu nào cũng đẹp hết hit luôn nhá. Set bò này ít nhất người ta bán hơn 200. Ít nhất là phải bán hơn 200 các chị, chắc chắn luôn. Không bao giờ có dưới 200.000 giống như em bán cho mọi người đâu. Được chưa? Mã ca 26 giùm em nhá, 180. Chị nào lấy ca 26 thì mình chốt 48 cân đến 60 cân đổi về cho em vô tư. Tại vì cái đấy là chất co giãn nhá. Hàng có mất size M thôi. Thôi, quần này còn lại mấy màu tím. Màu tím và màu trắng. Quần này thì các chị lên cho em mã này là ca 27 nhá. Còn mỗi một màu. Có màu trắng và màu tím đấy. Mã ca 27. Chị nào lấy ca 27 thì mình chốt ca 27 dùm em. À nó là cái kiểu này. Có màu trắng và màu tím nhỉ. Ca 27 dùm em. Thôi em bán tặng cái quần này cho mọi người đi, 55.000 một cái. Đây, dơ màu nhạt, đợi em một tí xíu nhá. Đợi em một tí xíu em sẽ dơ màu nhạt. Mọi người cứ xem đi, K28 này, 55.000. SMLXL nhá, có màu tím và màu trắng. Chị nào lấy K28 thì mình cho K28 giùm em nhá. Hàng này đang bán xỉ ra là 70.000. Mà em bán tặng các chị có 55.000. K28 giùm em này. Sẽ có màu tím và màu trắng em nhá. Chị nào lấy màu nào thì mình chốt hộ em đầy đủ size đấy. SMLXL, size to nhất là mình có dưới bao nhiêu cân? 55 cân đổ về cho em vô tư nhá. Chị nào lấy K28 thì mình cho K28 hộ em nhá. K28 55.000. 55.000 đồng mã K28 này. Màu trắng và màu tím. Bác nào lấy màu nào thì mình chốt hộ em nhá. Form dáng dễ mặc cực kỳ này. Chất mềm mê như này luôn nhá. S và M chọn màu luôn giúp em nhá. Có tím và có trắng nhá mọi người ơi, chọn màu luôn giúp em. Mình lưu ý là chọn màu luôn giúp em mọi người nhá. À in cả cái in của cái may anh ra đi để may anh nó bỏ giấy vào cái mã kia đi. K28 dùm em nhá. Sẽ có màu trắng và màu tím. Bác nào lấy size nào thì mình chốt size đấy dùm em nhá. Bác nào lấy size nào thì mình chốt size đấy dùm em nhá. Form dáng rất là dễ mặc luôn. Đây, hai size đấy à, có size M, size L, size XL và size 2XL. Size to nhất là các chị có dưới 55 56 cân đổi cho em mua tư thôi. Mã K28 dùm em nhá, hai màu. Mình thích màu nào thì mình chốt cho em màu đấy luôn nhá. Form dáng mặc lên thì siêu đẹp luôn. À, lên bộ vest đi bạn ơi, bộ vest là bộ nào nhỉ? Em không biết bộ vest là bộ nào cơ. K28 dùm em nhá, 55.000. Đây đúng size. Cái mã quần gì này? Cái này. Cái này là cái gì? Váy à? Em cao 1m57. À nôi 56 thôi. Đây, mã K29 cho em váy này, bán tặng các chị luôn 60.000. K29 giùm em nhé, 60.000. 55 cân đổ về cho em váy maxi đi biển này. Chị nào lấy K29 thì mình chốt hộ em nhé, 60.000. K29 giùm em là có đơn 60.000. Chị nào lấy K29 thì mình chốt hộ em nhé, 60k. Trễ vai. Trễ vai rất là xinh như thế này luôn. K29 giùm em nhé. K29
K10 đi chị. Chị nào lấy K29 thì mình cho K29 cho em nhá, 50.000, à quên 60.000. Bán tặng các chị 60.000 váy maxi đi biển này, trễ vai, không đi biển mình đi cà phê nhẹ nhàng cũng được các chị, màu xanh nhá. 55.000. Mã số trên là K29. Bác nào lấy K29 thì mình chốt hộ em nhá. Với giá tặng các chị luôn, với giá là 60.000 thôi. Được chưa? Cái này có bo chun này. Có bo chun co giãn thoải mái như này cho em nhá. Mã K29. Ai lấy K29 thì mình chốt hộ em nhá. Với giá là tặng luôn các chị luôn. Mai anh thử xem mở lại like đi. Chốt đơn cái nào bỏ giấy vào luôn đi. Tại vì lúc nãy có đọc mã không? K29 giùm em nhá. 60.000 này. K28. 60 cân thì mặc không có vừa đâu chị. Chị nào lấy K29 thì mình chốt hộ em thôi. Tặng luôn các chị 60.000 nhá. 60.000 mà K29, sau đấy sát cho em cái mẫu áo nơ này. Tưởng mẫu áo đấy hết rồi thì ra bọn em bó lộn hai mẫu với nhau. Đây. Con dầu anh nó lại xả ra. Ôi cái bộ dập ly hôm qua này. Rồi đằng sau em không phải đầm đâu chị. Bạn em mình lên luôn cho em hay là K30. Ôi giời, hôm nay tôi like. Hôm nay tôi đói mà tôi không cần. À chẳng nó có một tiếng hơn rồi á. Khoa ăn cơm, có tí cơm rồi trong bụng nó mới hết cơm. Hôm nay quả trứng ra hết rồi còn gì nữa. K30 dùm em là cái bộ này nhá. Ôi giời, hôm nay mình live stream quá. K30 em huấn luyện cái bụng tốt không các chị? Thấy em huấn luyện cái bụng tốt không? K30 dùm em nhá. Bộ này bán tặng các chị luôn. Cái này là dạng quần đấy. 55-56 cân đổi với cho em vô tư mã K30 này. Bán tặng các chị luôn bộ này nhá. 60.000. Bộ 2 dây mặc ở nhà rất là thích luôn, mát lắm. 55-56 cân đổi với cho em vô tư. Em nói thật cái quần này thì 60 cân vẫn vừa. 60 cân vẫn mặc vừa, nhưng mà cái áo á thì tầm 55 cân thôi, nên là nó chung quy cái bộ này là 55 cân đổ về. 55 cân đổ về cho em nhé, mã K30. K30 dùm em là có đơn. Với giá bán tặng các chị chỉ có 60.000 thôi. K30. Chị nào lấy K30 thì mình chốt K30 hộ em nhé. 60.000 một set. K30 60.000 này. K30 60.000. Chị nào lấy K30 thì mình chốt K30 dùm em nhé. 60.000. K30 60.000. Hốt K30. À anh ơi, mấy cái mẫu ốc kiểu ấy em vứt xuống sàn đấy, mang lên đây. K31 là váy này, xinh này, 60 cân đổ về vô tư. K31 nhá, 60.000 luôn, 60 cân đổ về váy hoa. Hoa cúc. K31 cho em nhá, 60.000. Ôi, xinh nhiều các chị ơi. K31 cho em 60.000 nhá. Bây giờ hỏi em lại là em thấy em không nhớ cái mã nào em đọc đâu. Em nhớ là chất luôn. Mã số cho em là K20. À K31 giùm em nhá. Chị nào lấy K31 thì mình chốt K31 giùm em nhá. Sang đẹp cực kỳ luôn nhá, 60.000 mà K31. Áo em mà còn đấy. Ai lấy K31 thì mình chốt cho em nhá. K31 giùm em là có đơn. K25. À không, K27 hay sao. À bò nhạt. Bò nhạt nó đang bị lỗi các chị ơi. Cái màu bò nó đang bị lỗi. Tối lên nhá. Tối em mặc thử luôn, xinh nhở. Áo này rất là hot hit thời trang luôn đấy. K31 giùm em là váy này nhá mọi người. Đâu còn em mặc vẫn đang còn. Bác nào lấy K31 thì mình cho K31 giùm em. Xinh chưa, có 60.000 thôi à. Đẹp cực kỳ luôn. Có mấy cái này trong hàng bom hôm qua về đây. Chị nào lấy K21 thì mình cho K21 giùm em nhá. Áo bomber lên rồi. 31. Áo bomber em lên rồi, tí nữa em lên lại mẫu khác. À cái áo này còn có 2 cái thôi. Em in mã in tay nhá. Áo này các chị lên cho em là áo kem.
áo kem dùm em nhá, áo kem đâu hết đâu, áo kem 55 cân đổi với cho em áo kem này, bán tặng các chị áo này luôn cho em nhá, 69.000, vải xô mềm mịn cho em này, áo kem nhá, chị nào lấy áo kem bình là áo kem cho em, ok em có lên là áo khoác, áo kem dùm em là có đơn nhá, 69.000, 60.000 đâu. Áo kem, bác nào lấy áo kem thì mình chốt áo kem cho em nhá, 69k, 54 cân đổi với áo này, vải xô đẹp lắm, còn đúng hai cái là hết hàng, hôm trước hàng toàn là 115.000 đấy. Áo kem này, in cho chị 2 phiếu này. Áo kem nhá. Áo khóa này em cũng còn có 2 cái. Kem 69. Áo khóa này em còn 2 cái thôi. Chị nào lấy áo khóa bình luận áo khóa cho em nè, xinh chưa? Còn đúng 2 cái bán tặng các chị 80.000 thôi, áo khóa 80. Áo em mặc chưa lên. Áo khóa nha, chị nào lấy áo khóa thì mình chốt áo khóa giùm em. Áo khóa giùm em là có đơn nhá. Bác nào lấy áo khóa thì mình cho áo khóa giùm em. Áo hồng giùm em nhá. Áo hồng 80.000, đằng sau có bao chun này. Chị nào lấy áo hồng thì mình cho áo hồng cho em nhá, 80k. À, áo khóa, em đọc mã áo khóa. À thì áo khóa. Áo khóa 80.000 này. Áo khóa 80. Em đang thì có màu vàng và màu trắng. Không hủy như thế đâu nhá chị ơi, hủy vứt đồ trắng như thế không chốt đơn đâu. Mã này là mình lên luôn cho em, mã này là áo baby. Mã này là khác nhau rồi. Cái chữ to ấy, cái chữ to đúng, cái ô vuông đấy là mẫu khác. Mẫu ô vuông đấy chưa bán. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là áo baby dùm em nhá. Áo baby có màu vàng và có màu trắng. Áo baby, chị nào lấy áo baby thì mình chốt áo baby cho em nhá. Lấy chỗ đâu để lại chỗ cũ đi. Áo baby dùm em. Bán tặng các chị luôn áo này nhá. 59.000 mà áo baby có màu vàng và có màu trắng. 59.000 mà áo baby. Áo baby 59.000. Ôi, mẫu này còn mỗi màu một cái. Áo baby của mình là có đơn nhá, xinh lắm. À chà, áo này là áo rút đi, áo rút cho em này, bán tặng các chị áo này luôn nhá, xinh lắm. Áo rút nhá, 65.000, có màu vàng, màu tím và màu kem. Mã số cho là áo rút dùm em nhá, 65.000. Áo rút 65. Chị nào lấy áo rút bình luận là áo rút cho em nhá, 65.000, có vàng, có tím và có kem. Ai lấy áo rút thì mình cho áo rút dùm em nhá, 65.000. 65.000 mà áo rút. Chị nào lấy áo rút thì mình cho áo rút giùm em nhá, 65k. Chất đẹp cực kỳ á. Mềm đẹp cực kỳ luôn này, có màu kem, màu tím và màu trắng em nhá. Mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy, màu nào cũng xinh á chị ạ. 65.000 mà áo rút nhá. Ok, chị Nguyên bảo màu vàng này. Đây, chị nào lấy áo rút màu nào mình chốt cho em là được nhá. Áo rút và kèm màu cho em là được. Này thì lên luôn cho em, mã này là áo này thì mình lên luôn cho em, mã này là áo kim sa đi, có màu vàng và có màu xanh. Áo kim sa nhá, còn mấy cái tặng nốt các chị luôn này, 85.000, vải đẹp lắm, 55 cân đổ với cho em nhá, có xanh và có vàng. Áo kim sa, chị nào lấy áo kim sa mình là áo kim sa cho em nhá. Áo kim sa 85.000. Áo kim sa 85, lên áo em mặc đi. Áo này hot hit luôn, xinh lắm các chị. Áo này các chị dưới 55, áo cánh rơi ấy, dạng của nó là cánh rơi như thế này này. 55, 56 cân đổi với trend vô tư nhá. Áo em mặc là K32, 99.000 nhá, hàng Quảng Châu cao cấp luôn ấy. Có màu đen, màu đen, màu kem và màu trắng nhá. Mã K32 giúp em. 99.000, 40 cân đổ lên, 56 cân đổ về cho em. Đây màu kem này, đây màu đen này, đây màu trắng này, không bao giờ bị lộ cho em nhá. Dạng của nó là áo cánh rơi, áo này là áo cánh rơi cho em nhá. Mã K32 giúp em, vừa giá tặng các chị 99.000 luôn, xinh nhở. Cái bên đây chị không cam lên số với em, không cho đơn mà nữa. Áo này xinh lắm luôn đấy, các chị nhìn giúp em này, không có khóa hay không có khuy đâu, cái này là liền. 99.000 mã K32, xinh chưa. Màu kem, màu đen và màu trắng, bao hàng Quảng Châu chất đẹp cho mọi người luôn nhá. Ở chợ 40 cân này, có chiếc ly này,
Đấy, nó y xì cái dạng cánh rơi cho mọi người tạo cảm giác các chị mặc lên này. Form nó mặc lên rất là đẹp luôn đúng không? Chị nào lấy K32 là chốt áo em mặc luôn nhá, 99.000 thôi. Hàng Quảng Châu đơn giản nhẹ nhàng, chất đẹp, có chip ly đầy đủ cho mọi người này. Ê ơi, cái chất nó mặc lên nó sướng. Sướng lắm luôn anh các chị ạ. Áo này em chỉ mặc một màu thôi. Mặc màu khó nhất cho mọi người thôi nhá. Nhiều chị bảo em ơi màu trắng có bị hở không? Không bao giờ bị hở luôn cho em này. K32 dùm em nhé mọi người. Với giá là 99.000 một áo, màu trắng này. K32 màu đen này. K32 màu đen, K32 màu kem. Chị nào lấy K32 thì mình chốt K32 dùm em nhé. Bán tặng luôn cho mọi người mã này luôn cho em. Tặng luôn cho các chị mã này với giá là 99.000 thôi. 99.000 mã K32. Ai lấy K32 thì mình chốt dùm em nhé. 40 cân đổ lên, 57 cân đổ về cho em vẫn vô tư đấy. Tại vì cái dáng này nó dễ mặc mà các chị, không nó không có quá ai tư đâu. Chị nào lấy K32 thì mình chốt cho em nhé, 99.000. Xuất sắc luôn. Vải nó rất là đẹp, cổ vét này. Đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế luôn. Mà chỉ có giá là 99.000 mã K32. Chị nào lấy K32 thì mình chốt cho em nhé, 99.000 đồng. K32 3 màu đấy, xinh lắm. À, xinh luôn. Trời ơi, đơn giản nhẹ nhàng. Quá đẹp. K32. Rồi lên cái áo này nhá, hai màu. Bây giờ còn mỗi màu kem và màu trắng, không hiểu sao. Còn mỗi màu kem nhá. Còn màu kem và màu trắng. Áo này các chị đem cho em hay là K33. Yên tâm, áo trắng này không bao giờ bị lộ bên trong, chất vải rất là dày dặn. Em có màu kem và màu trắng nhá, mã K33 dùm em. Áo này chị ăn hết các chị luôn với giá là 59.000 thôi. 55 cân đổ với cho em vô tư nhá, mã K33. Chị nào lấy K33 thì mình chốt K33 dùm em này, 59.000 nhá. Cái này các chị cứ dưới 55 cân đổ về. K33 dùm em này, K33 màu kem, K33 màu trắng. Chị nào lấy K33 màu nào mình chốt cho em màu đấy. Với giá là 59.000 đồng. 55 cân đổ về vô tư mã này nhá. Ai lấy K33 thì mình chốt hộ em là được. 59.000 áo này xinh chưa? Mặc với quần sóc hay chân váy đều đẹp mọi người ạ. Mặc với cái gì cũng xinh. Áo này xinh lắm. Rất là xinh mà đằng sau có bo chun này. 59.000 nhá, mã K33. Về các chị không nghĩ là em bán cái áo này với mọi người 59.000 đâu. Vì chất vải của nó quá là đẹp. Áo em mà không có màu hồng đâu chị. Có đen, có trắng và có kem thôi nhá. K33 dùm em này, trắng và kem. Trễ vai cũng được. Mà các chị mặc cổ truyền cho em như thế này cũng được luôn á. Có 9. K33 dùm em nhé. Quần em mặc là C1. Quần em mặc là C1. Còn các chị cứ lên đúng mã này cho là K33. Cái bộ Chanel này có màu đỏ nhiều không? Hay có từng đây là hết? Ờ. Bái có đâu có lên cái mã Chanel. Không phải đã bán cái mẫu này đâu mà lên Chanel in. Không phải Chanel đây. K33 giúp em nhé mọi người, 59.000. Đại cực. Chị nào lấy K33 thì mình chốt K33 dùm em nhé. Xuất sắc chưa? Ôi giời ơi, xinh lắm ý. Mà có 59.000 thôi, tội gì mình không mua á chị. Không phải lo lăn tăn suy nghĩ đâu. Hàng đảm bảo hàng đẹp cho mọi người, được chưa ạ? Hàng xấu thì cứ trả lại đẹp cho em, không vấn đề gì hết. Chị nào lấy K33 thì mình chốt hộ em nhé. Đây, trễ vai cũng được này. Trễ vai cũng được luôn. Trễ vai cũng được mà các chị mặc cái giá như này cho em cũng rất là đẹp luôn. Mà chỉ có giá là 59.000, vừa bán vừa tặng vừa tri ân vừa biếu các chị đây. Giá vừa bán vừa tặng vừa tri ân luôn đấy mọi người nhá. Mã K33 cho em là có đơn nhá, 59.000. 59.000 mã K33. Đây cái bộ này cho em này. Ôi bộ này đẹp lắm. Bộ này hôm qua chưa lên. Rồi ôi các chị ơi. Em ơi xinh thế. Nào bộ này. Đẹp quá các chị ơi. Trời ơi hàng thêu. Bộ này các chị lên cho em là K34 dùm em bộ này. 40 cân đổ lên nhá, 60 cân đổ về mã K34. Em bán tặng các chị bộ này tri ân mọi người luôn. 65.000. Chữ thêu này. Tất cả là chữ thêu cho em nhá, K34 dùm em bộ này. 40 cân đổ lên, các chị cứ dưới là 60 cân đổ về cho em nhá. Áo mình mặc rời cũng được. Ui nhìn cái màu hồng này. Nhìn nó lạ cực kỳ luôn nhá, màu hồng này em có độ tầm 15 bộ. Nên là chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh cho em mã này luôn nhá, K34, 65.000. Một bộ đồ như thế này. Áo mình có thể mặc rời cho em cũng được. Quần mình mặc rời cho em cũng được luôn. Các chị này thêu hết nhá. Họa tiết này là hàng thêu hết cho em, không phải hàng in đâu. Nên các chị yên tâm là trong quá trình mình giặt đấy, không bao giờ nó bị bay hay xù hay như thế nào hết cho em bộ này luôn. Trời ơi đẹp nhờ. Có 65.000 một bộ đồ như thế này. Mã số cho em là K34 nhá. Cái này các chị cứ dưới là bao nhiêu cân, 58-60 cân đổ về cho em vô tư này. Thêu chữ thêm này. Cái này là thêu chữ thêm nhá mọi người nhá.
Chị nào lấy K34 thì mình trước K34 dùm em. Bán tặng các chị luôn với giá là 65.000 thôi. 65.000 một cái bộ đồ này, tay pha này, thêu này. Dã man, thêu nó rất là đắt các chị ạ, không phải giống như in đâu. Mà nó dùng được rất là lâu. Riêng cái mặt hàng nào mà thêu ấy thì các chị mặc quanh năm được cho em. Quanh năm suốt tháng đều được luôn. Bác nào lấy K34 thì mình chốt hộ em nhá. 65.000. 65.000 một cái bộ như thế này, đảm bảo không có ai bán có giá này cho mọi người đâu, nên các chị cứ yên tâm. Bao giá nha mọi người ơi, cái này phải bao giá luôn. Bao giá cái bộ này cho các chị của em luôn đấy nhé. Mã số cho là K34, chất đẹp mê hồn, trời đất ơi. 65.000 một bộ. Hai tô bún, à nói đến bún lại mình đói. Bác nào lấy K34 thì mình cho K34 giùm em nhé. Quá rẻ là quá sang luôn, 65.000 mã K34. K34 em có đủ màu nhưng mà em sẽ lên từng màu. Mình thích màu nào thì mình chốt thôi các chị. Mình thích màu nào mình cút luôn, mình không cần xanh màu khác đâu. Được thì mình cút hai bộ, không thì mình lên một bộ luôn. Nhưng mà em thấy cái màu hồng này rất là xinh á, xinh nhẹ nhàng. Chị nào mà thích kiểu màu hồng bánh bèo á, chốt luôn cho em bộ này. K34, K34 dùm em nhá. Mở ra cho em cái bộ màu đỏ đi. K34 giúp em là được. Lên màu đỏ cho em nhá. Màu đỏ, màu đỏ. Lên màu đỏ cho em mọi người này. Màu đỏ cho em mọi người nhá. Ôi màu đỏ này rất là sang luôn. 65.000 K35. Chị nào lấy K35 thì mình chốt cho em. Ôi màu đỏ này, kinh khủng chưa, đẹp chưa. K35 dùm em nhá, 65.000 đồng. Trời ơi, quá đẹp. Chị nào lấy K35 thì mình chốt K35 dùm em nhá, 65.000 đồng. K35 giúp em 40 cân đổ lên 60 cân nhá. Áo mặc jean cũng được. Áo mặc jean cũng được mà quần mình mặc jean cho em cũng được luôn. Nguyên set này. Chữ của nó là chữ thêu như thế này cho em nhá. Thêu chữ này. Tất cả gói tiết đều là hàng thêu như thế này. K35 dùm em nhá. Chị nào lấy K35 thì mình chốt K35 dùm em là có đơn. Với giá bán tặng các chị luôn. Với giá là 65.000. 65.000 một cái bộ đồ như thế này. Các chị từ 40 cân đổ lên, dưới 60 cân đổ với Rainbow 4. Chị nào mà thích màu đỏ ấy thì mình chốt cho là màu đỏ được chưa. K35 dùm em nhá. 65.000. Màu đỏ tay pha này, xinh lắm. Dáng nó dễ mặc cực kỳ mà các chị. Riêng cái dáng này thì quá là dễ mặc luôn. Từ 40 cân đổ lên các chị dưới 60 cho em nhá. Chất mềm. Chất này là chất siêu siêu mềm luôn cho em. Bác nào lấy K35 thì cứ lên đúng mã cho là đường nhá. Với giá tặng các chị luôn với giá là 65.000 một bộ thôi. Chữ thêu đầy đủ cho em này. 40 cân đổ lên các chị cứ dưới là bao nhiêu cân. 60 cân đổ về cho em là vô tư nhá. Mã K35. Ai lấy K35 thì mình chốt K35 dùm em nhá. 65.000 một bộ thôi. Xinh lắm. Chất vải nó rất là đẹp luôn đấy các chị. Mềm. Mềm và mát vô cùng luôn. Riêng cái chất này này. Chất mềm dã man luôn đấy. Mà chỉ có 65.000. Ai lấy K35 thì mình chốt hộ em nhá. Rồi áo này em còn ít này. Áo này còn ít nhá. Chiên các chị nốt. Áo này mình lên luôn cho em là K36. 55 cân đổ về nhá. 49.000 mà K36. 55 cân đổ về. Cho em mở cái điện thoại nhá. K36 giùm em nhá. 49.000. À có cái bánh mì đó đưa em nhá. K36 giùm em nhá. 49.000 đồng. Cái này các chị cứ dưới 55 cân đổ về cho em. 2 size SM. Ai lấy K36 thì mình chốt hộ em nhá. Duy nhất màu đỏ. Cái này có duy nhất màu đỏ thôi. Chị nào lấy K36 thì mình chốt hộ em nhá. 49.000 hả? Ôi mày giảm á? Mày giảm tháng 7 á? Thôi chết rồi. Thế em nghỉ sau để đi mua đồ thắp hương. Thế em cứ đi chùa đây này. Không, không nhớ. Bảy ông nội chị là kêu gọi về ăn dỗ rồi, à ăn ăn cỗ rồi. Ăn cỗ rồi chưa? Chiều ăn giảm giá 6 thì không nhớ. Con không nhớ luôn mọi người ạ.
Mọi khi mùng 1 thì nhớ, cứ dầm này không nhớ, quên mất lại chưa thắp hương buổi sáng. Có xong mà nãy giờ chưa thắp thôi. Lỗ mà. Thôi lỗ, biết lỗ rồi. Không cần sơ sơ. Rồi, tỏ dọn với chị lấy cái dọn với chị như kia để chị thắp hương á. Cái bàn làm công á. Ok, K36 cho em này. 59.000 của em nhá. À 49.000 bạn K36. Lên áo len nhá. Chị lấy về làm gì hôm qua ấy em. Rồi mã này các chị lên cho em, mã này là K37 này. Bổ về tí nữa đấy. Em đói lắm ấy chị, không chịu được cái bệnh của em không? Cái gì chịu được cho cái riêng cái đói nhá. Không bao giờ chịu được luôn ấy. K37 cho em 49.000 áo len này. Chị nào lấy K37 mình chốt hộ em nhá. K37 dùm em. Form này các chị có dưới là 60 cân đổ về nhá. Áo len bông tơ ghi. Có chị nào mà nhận được áo này bên em chưa? K37 nhá. Bán tặng mọi người mã này với giá là 49.000. Áo len là 99.000. Chị nào lấy K37 mình chốt K37 dùm em nhá. 49.000 đồng. Áo len mông tơ ghi. Chất mềm. Chất mềm và đẹp cực kỳ luôn cho em mã K37. Chị nào lấy K37 mình chốt hộ em nhá. 49.000 mã K37. Ai K37 mình chốt K37 dùm em. 49.000 nhá. Form dáng dễ mặc cực kỳ, 40 cân đổ lên các chị có dưới 55. 55 56 thậm chí là các chị dưới 60 cân cho em vẫn vô tư đấy. Áo len này, mình mặc áo vest ở bên ngoài cũng đẹp, các chị mặc áo vest ở bên ngoài cho em rất là xinh luôn. Cho chị cái mặc áo dây nhà mình nhá. Có cái mặc áo dây cam đấy, là dây kem á. K37 dùm em nhá, nên lấy hai cái các chị, không tội gì, nên lấy hai cái cho em. Với giá là 49.000 thôi nhá, 49.000 thôi. À, màu đỏ lúc nãy là áo ấy chị. Chị nào lấy K37 mình cho K37 dùm em. Hôm nay bác lại quần dài à. Mưa. K37 dùm em nhá. Hả? Bán K37 dùm em 49.000, rất đẹp lắm. Bác nào lấy K37 thì mình chốt này. Áo mã áo dây này rất là thông dụng này. Áo dây này mình lên luôn cho em là K38 nhá. K38. Áo dây này là K38 giúp em nhé mọi người. Có màu trắng và màu kem. Chị nào lấy K38 thì mình chốt K38 hộ em nhá. 49.000 áo dây này. Ôi dồi ôi, áo dây len nó mặc xứng cực các chị. 49.000 cho em nhá. Mã K38 này, 60 cân đổ về. Có màu trắng và màu kem nhá. Chị nào lấy K38 thì mình chốt K38 dùm em. 49.000. Được chưa? 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư nhá. Mã K38. Ê ôi, áo dây này. Ai lấy K38 thì mình chốt K38 dùm em nhá. 49.000 đồng. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về cho em vô tư. Áo dây len. Chị nào lấy K38 thì mình chốt K38 dùm em nhá. 49.000. 49.000 thôi. Có màu trắng và màu kem đấy. Mà áo dây thần thánh, áo len nhá. Nhưng mà mặc các chị mùa này cũng được. Mình mặc trong rồi các chị khoác áo vest đấy. Áo vest hay là áo khoác ở bên ngoài rất là sang. Sang mà đẹp cực kỳ. Len co giãn cho em nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư. Chị nào lấy K38 thì mình chốt K38 dùm em nhá. Tặng luôn cho mọi người mã này với giá là 49.000 mã K38. Áo đằng sau là áo nữ đấy chị ạ. Chị nào lấy K38 thì mình chốt hộ em nhá. 49.000. Form dáng dễ mặc cực kỳ, 40 cân đổ lên. Các chị dưới 60 cân đổ về cho em xinh lắm. Áo ba lỗ hôm trước có về đấy chị. Nhưng mà chắc là nó hẹn em ngày mai đấy. Ngày mai không biết có hay không. Áo đấy đẹp, công nhận là áo đấy mặc là thích. Ừ, áo bra đấy. Áo bra đấy thì nếu mà sớm nhất thì ngày mai, không thì phải ngày kia các chị, tại vì bây giờ tắc biên cũng không nói trước được bao nhiêu ngày hết. Nhưng mà áo đấy em đặt hàng rồi, có hàng. Có hàng thì em mới dám báo cho mọi người đấy. Set em mặc chị Hoài Thanh. Chị Hoài Thanh cho bình luận giúp em là C1 nhá. Quần em mặc là C1, áo là bao nhiêu nhỉ? K mấy nhỉ? Áo thì cứ bình luận là C1 cho em là được. Được chưa? Quần là C1, còn áo là mã K. Áo là K32 nhá mọi người nhá. Đấy, chị nào lấy á K38 thì mình cứ chốt K38 giùm em nhá. Có 49.000 một cái áo rồi à. Em thấy nó thoải mái.
mặc rất là thích luôn. Từ 40 cân này, các chị có dưới 60 cân đổ về vô tư, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về gem vô tư mã này nhá. 49.000, 49.000 dùm em nhá. K38 49.000. Ai lấy màu nào thì mình chốt màu đấy dùm em là có đơn nhá. 49.000 đồng. Form dáng dễ mặc cực kỳ luôn á. Ngon lành cành đào. Dáng này mặc gì lên quá ngon. Ô, dáng này còn mình màu kem à? Xanh nhiều rồi. Cái áo hồng này em lên mã chưa? Em cột chưa? Mình kéo len này đi. Màu đen này, màu đỏ này, màu xanh này, áo len hình con thỏ này. K39 cho em áo len này nhá. Đẹp quá. Len mông tơ ghi. Chị hỏi chất liệu gì chị? Đây, K39 của em là áo này. Còn 59.000 một cái thôi. Đủ màu đấy, xinh nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhá. K39. Chị nào lấy K39 thì mình chốt K39 của em nhá. 59.000 này. Màu xanh này. Màu này là màu đỏ này. Ai lấy K39 thì mình cho K39 dùm em nhé. Đây. Trời ơi. Bán tặng các chị luôn mã này cho em nhé. 59.000. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Ai lấy K39 thì mình cho K39 dùm em nhé. 59.000 đồng. Rẻ dã man chưa. Đằng sau này. Áo len này là len tay lỗ cho em nhé. Len mông tơ ghi nên mặc nó rất là mát. Cái này em thấy mặc nó rất là mát mà không cảm giác là len. Len nó nóng hay như thế nào đâu, mát cực kỳ. Tại vì nó là len bông tơ ghi mà các chị. Nó mỏng, nó nhẹ và nó đanh cực kỳ luôn. Mã K39 dùm em nhá, 59.000 một em. Có đen này, có xanh này, có đỏ này. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Cái này từ 40 cân đổ lên, các chị có dưới 60, 60-62 cân đổ với cho em vô tư ấy. Dáng này mặc lên rất là đẹp luôn này. Tay của nó là tay lỡ như này cho em nhá. Bắt đầu lấy K39 thì mình chốt cho em đỏ này, xanh. Có theo hình con thỏ nha các chị. Có hình thỏ đằng trước này, đằng sau này. Chị nào lấy K39 thì mình chốt hộ em nhá. Với giá tặng các chị luôn, với giá là 59.000 thôi, 59.000 một áo. 59.000, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Có chị nào thích mã này không? Không thì em sẽ nghỉ ở đây nhá mọi người. Hẹn các chị vào tối nay nhá. Hẹn các bác vào tối nay nhá mọi người nhé. Cảm ơn các chị đã xem livestream của em. Chị nào mà có đơn thì tối nay vào dồn đơn, hoặc không thì bên em đi đơn cho mọi người cho nhanh để các chị dễ nhanh nhận được hàng nhá. Cảm ơn các chị đã xem livestream của em. Bye bye mọi người. Ok chị Phạm Huyền đủ màu, chị ơi cọc giúp em đi nhá. Chị Minh Lê một cái con màu đen, ok bác chị Mai Trang. Mai Trang chị ơi comment đúng mã cho em đi chị Mai Trang. Em chưa thấy chị comment đúng mã đâu ạ. Chị Phương Ái Trần một cái màu đen, ok chị luôn này. Đấy cứ lên đúng mã cho em là K39 giúp em là được. Nhớ giúp em nhá mọi người. Nhớ giúp em. Nhớ giúp em nhá các chị ơi. Nhớ giúp em là lên đúng mã thì mới có đơn. Mà các chị mà không lên đúng mã là không có đơn đâu mất mọi người ạ. Không lên đúng mã là các chị không lên đơn thành công mình đâu. Chị Mai Trang ơi bổ sung số cho em đi ạ. Áo sau lưng nào chị nhỉ? Khi nào tí nữa bên em chốt đơn luôn đấy ạ. Hoặc mai nhá. Không thì mai bên em sẽ chốt đơn cho mọi người luôn. Chị nào lấy K39. Vâng ok chị Thu. Mai Thu Nhàn tí nữa bên em gọi lại luôn cho bác đấy. Cảm ơn các chị yêu đã xem livestream của em nhá. Bye bye mọi người. Bye bye.